Em tin nhiều, chào bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh nhá. Tiếp tục với chương trình video thì em lên nhanh bác một số mã hàng mà em đang phân phối này. Em sẽ quay trực tiếp và báo giá cho bác chi tiết một số mã hàng mà em hàng vừa về xong nhá. Vừa về một ít kia mã thắt lưng này, rồi là có mũ dàn di nhá, khóa số, khóa dây, rồi rất nhiều mã hàng mới luôn. Về để phụ bác thì em sẽ quay video trực tiếp và báo giá cho bác về từng mã hàng một. Các bác nào có nhu cầu về những cái mã hàng mà em đang phân phối thì vui lòng liên hệ trực tiếp với em nhé. Số điện thoại thì em đang để trực tiếp ở trên màn hình. Các bác cứ gọi điện trực tiếp với em theo hai số điện thoại ở trên màn hình để em tư vấn và chốt đơn hàng. Và lưu ý giúp em khi mà các bác mua hàng với em thì nhớ giúp em là các bác mua hàng hóa đơn từ 200 trở lên là bên em sẽ miễn phí ship, miễn phí vận chuyển với bác rồi. Đấy, ngoài ra thì giao hàng toàn quốc luôn. Nhận hàng các bác được kiểm tra và thanh toán nha. Đó, em sẽ đi vào những cái mã hàng đầu tiên trong cái video ngày hôm nay. Mã hàng đầu tiên thì đây, rất nhiều bác chắc là quan tâm đến cái mã hàng này, đó là cái dòng thắt lưng. Đấy, thắt lưng cũng như là mũ hàng của quân đội Mỹ nhá. Hàng mình em tiếp tục vừa về xong này. Đấy, đây là con mũ dàn di này và thắt lưng dàn di, hàng của quân đội Mỹ cực kỳ xịn sò ngon lành nha. Đấy, hàng quân đội Mỹ rất ok luôn. Đây. Đấy, hàng của nó thì mới nguyên hộp như này luôn. Đó. UIS này. 1966 này. Đấy, phần mặt của nó sẽ là mặt kim loại nhá. Dây thì sẽ dài là 1m2, nói chung là nó cũng khá là dài các bạn. Dây dài 1m2, tương đối là dài luôn. Để về các bác sử dụng nhá. Phần đầu dây là có bọc một cái đầu lớp da nha. Để khi mà các bác sử dụng nó không bị sợ, nó không bị không lo nó bị xù ra, vì cái dòng này của nó là dạng dây dù mà. Đấy, dây dù và họa tiết của nó sẽ là họa tiết dàn di nhá. Đấy, họa tiết dàn di nên là nhìn rất là khỏe khoắn. Đấy, bác nào mà thích cái phong cách quân đội này, ngầu ngã thì các bác mua cho em con này. Đấy, và thích cái sự bền bỉ này, chắc chắn này. Đấy, thì con này thì nó là top 1 rồi. Đấy, riêng dòng này thì các bác cứ dùng niên hạn cho em khoảng tầm 4-50 năm một cái con thắt lưng này luôn, siêu bền luôn nhá. Đấy, siêu bền, và cái lấy cài của nó cũng rất là dễ dùng nhá. Đấy, thì về các bác chỉ việc xỏ vào, sau đó là các bác xỏ cái dây này vào đây cho em. Đấy, mở cái lẫy ra này, xỏ dây này vào, và lúc nào các bác cài thì có ấn này cho em chú này, ấn xuống thế là xong, khớp chắc cứng đơ luôn. Các bác cứ giật cho em thoải mái không ra nhá, rất rất cứng cáp luôn. Đấy, đấy là dòng thắt lưng quân đội Mỹ nhá. Đấy, các bác cứ lên mã thì em sẽ là thắt lưng quân đội Mỹ, em báo giá luôn này. Con thắt lưng này hiện tại em đang gửi bác giá thì đợt này về cái mức giá rất tốt, rất hạt rẻ bác luôn. Giá của nó sẽ là đi 60k nhá, 60k một chiếc thắt lưng này. Đấy, riêng với cái giá này thì bên shop em cam kết giá tốt nhất thị trường luôn. Đấy, có những chỗ đang bán cho bác khoảng tầm 90 đến 100 nghìn một chiếc. Đấy, bên em gửi bác giá chỉ có 60 ngàn thôi. Giá siêu hạt rẻ nhá, giá siêu hạt rẻ. Đấy là dòng thắt lưng quân đội của Mỹ nhá. Đấy, thắt lưng quân đội Mỹ, hàng của US này. 1966 rất là lâu đời rồi, rất xịn sò ok luôn nhá. Ngoài ra thì tiếp tục về cái mã đó là mũ này, mũ dàn di này, mũ dàn di USA coi nhá. Đấy, USA, nó rất đẹp luôn, thiết kế dàn di quân đội nhìn rất là khỏe khoắn này. Đây, ở đây nó có phần chỉnh mũ này. Đấy, thì các bác đầu to đầu nhỏ là các bác cũng có thể đội hết luôn nhá. Đấy, nhiều bác cứ lo là đầu to quá không đội được hoặc là đầu nhỏ quá không vừa. Đấy, thì đây, ở đây nó có cái phần đằng sau, nó có cái phần chỉnh này. Đấy, thì các bác có thể chỉnh theo cỡ đầu của bác nhá. Và toàn bộ xung quanh viền là một cái lớp lưới thoáng, các bác độ không lo nó bị dính đầu, bết đầu, không lo nóng đầu nhá. Đấy, chất liệu thì toàn bộ 100% là cốt tông nên độ rất là mát luôn. Đấy, độ rất mát. Mũ thì lên form cực kỳ đẹp, nhìn rất là quân đội, nhìn rất là đi kiểu mạnh mẽ ngầu ngạo nhá. Đấy, các bác mua cho con này cực kỳ đẹp, chất lượng luôn. Đây, đấy, phần vành bên trong mũ này quá ok này. Đây, đó, đường kim mũ chỉ may khâu rất là cẩn thận nhá. Đó là mũ dàn di của Mỹ nhá. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là mũ dàn di. Đấy, mũ dàn di quân đội Mỹ. Cái này thì em cũng bán đồng giá cùng bằng giá với lại cái thắt lưng luôn. Đấy, bằng giá với thắt lưng luôn. Lên mã thì em sẽ là mũ dàn di. Mũ dàn di này sẽ có giá là 60k nhá. Mũ dàn di là 60 và thắt lưng cũng là 60 luôn. Đấy, bán đồng giá các bác nhá. Bán đồng giá các bác luôn là cứ 60.000 một cái thắt lưng, một cái mũ nha. Đấy, cái bán đồng giá là thắt lưng cũng 60 mà mũ cũng 60. Đấy, các bác lấy cả bộ là 120.000. Đó thì kìa. Nếu mà các bác nào mà có điều kiện cứ mua cả bộ về, nhìn cho nó đẹp, nhìn nó chất nhá. Đấy, mình đi theo bộ luôn, cả mũ cả thắt lưng là cứ đồng giá là 60.000 một chiếc mũ nhá, 60.000 một chiếc thắt lưng. Đấy, thắt lưng quân đội của Mỹ. Cái này thì rất nhiều bác mong chờ sản phẩm này thì hàng nó hôm nay lại tiếp tục về này. Đấy, rồi em đi qua cái mã tiếp theo nhá. Cái này thì số lượng ít nhá, không nhiều đâu, thì các bác tranh thủ mà bác nào mà muốn mua thì chốt nhanh luôn nhá, số lượng có hạn nhá, không lại hết hàng đấy. Đấy, vì bữa trước cũng rất nhiều bác hỏi cái mã này nhưng mà không có hàng. Đấy, lâu lắm nó hàng nó lại có hàng về đấy các bạn. Tiếp theo thì em cũng về một ít kia mã hàng, đó là cái khóa số này, khóa số dây nhá. Các bác cứ lên mã em sẽ là cái khóa số dây. Đấy, khóa số dây
này thì em báo giá là full, giá bình dân thôi nhá. Đó. Một chiếc này thì hiện tại em đang gửi bác giá của nó sẽ là đi 30.000 một chiếc nhá. Đấy, cứ lên mã em sẽ là khóa số dây. Đấy, khóa dây nhá. Khóa dây. Đấy, khóa dây số. Khóa số dây cũng được. Khóa dây số này, giá của nó sẽ là 30k một chiếc khóa dây số này, 30.000 một cái thôi. Đấy, hàng rất là chất lượng luôn. Về các bác dùng để khóa xe, khóa cổng, khóa cửa rất ok. Đây em sẽ đo cho bác về cái phần kích thước của nó này. Con này chiều dài của nó đây là chút. Đó, chiều dài nó cũng khá là dài đấy. Nó khoảng tầm 40-50 phân thôi nhá. Đấy, 40 phân nhá. Chiều dài tổng thể của nó là đi 40 phân. Đấy, và khi mà các bác cuộn tròn là nó sẽ nhỏ nhỏ nha. Đấy, các bác cuộn tròn nó sẽ nhỏ. Đấy, cuộn tròn vào thì đường kính của nó là rơi vào khoảng là ly 13 này. Đấy, 13. Đó, 13 14 phân. Đấy, về các bác khóa cổng, khóa cửa, khóa xe, khóa cộ là ok luôn nhá. Mà là giá nó bình dân thôi. Nó chỉ có 30.000 thôi nhá. 30.000. Lên mã như em sẽ là cái khóa số dây nhá, khóa số bằng dây. Đấy, khóa số là kiểu dạng khóa khóa dây nhá. Thì em có mã là khóa số U. Còn cái này là khóa dây. Đấy, khóa dây. Ở đây trong này là một cái sợi cáp nhá, một cái sợi cáp rất cứng cáp luôn. Và cái này thì mật khẩu của nó để mặc định sẽ là 4 số 0 có nhá, 4 số 0 đây. Đó, đây 4 số 0 này em quay bác coi này. Đấy, khi mà các bác để mặc định là 4 số 0 như này thì tự động là nó sẽ mở ra có nhá. Đấy. Còn nếu mà các bác muốn khóa vào thì các bác xoáy loạn xạ số cho em lên. Đấy, xoáy loạn lên nha. Đấy là nó sẽ cứng ngóc luôn, khóa ngóc luôn. Còn các bác muốn mở ra là các bác cứ chỉnh cho em về 4 số 0. Đấy, thì bên em để mặc định là 4 số 0 nhá, 4 số 0 này. Đây, đấy các bác xoáy này. Đấy, 3 số 0 này, 4 số 0 này. Đấy thì các bác cứ giống cho em cái đây cái phần mắt bên này nó thẳng hàng nhau 4 số 0. Đấy là nó sẽ mở ra rất ok, rất là dễ dùng thôi. Đấy, rất dễ dùng nhá. Đấy, và cái con này nó có cả cái chế độ là đổi cái mật khẩu này. Thì đây em hướng dẫn bác luôn nhá. Thì các bác nhìn vào cái phần mũi tên này. Đấy, các bác một tay các bác giữ cho em cái chủ khóa này cho nó không bị rung rinh nhá. Đấy, và cái phần này các bác xoay em về phần mũi tên này. Xoay về phần mũi tên kêu cái tạch cái nhá. Đấy, và bắt đầu các bác đổi, ví dụ các bác đổi về 111 hết chẳng hạn này. Đấy thì các bác xoay hết cho em về 1 nhá. Thẳng hàng với lại cái mấu này. Đấy, thẳng hàng này. Cái này em hướng dẫn các bác xem kỹ nhá. Đấy, sau khi mà các bác đổi về 1 hết rồi. Đấy, thì bắt đầu các bác lại xoay ngược lại với cái mũi tên. Đấy, cái chiều mũi tên này các bác xoay ngược lại cho em, xoay ngược lại này. Đấy, xoay ngược lại. Đấy, xoay ngược lại nhá, xoay hết vòng xoay, xoay bao giờ không xoay nữa thôi, xoay cứng đơ đấy. Đó, và bắt đầu là mật khẩu hiện tại đang đổi được, hiện tại đang là 4 số 1 nhá. Đấy, thì đây em sẽ cài nó vào. Và view em đảo loạn lên. Đấy thì nó sẽ không mở được nhá. Và bắt đầu các bác muốn chuyển về mở thì các bác đẩy cho em về 4 số 1 nhá. Vì vừa nãy là em đã thay mật khẩu rồi, đã đổi thành 4 số 1 rồi. Đấy, các bác đổi cho em về 4 số 1. Đó, thế là nó sẽ ok. Đấy, và lúc nào các bác muốn đổi lại đây, các bác lại xoay lại cho em này. Xoay đều cái chiều mũi tên này. Đấy, thì một tay các bác giữ cái này cho nó không bị rung rinh nhá. Tay còn lại các bác xoay cho. Đấy, xoay về chiều mũi tên này. Đấy, và bắt đầu các bác đổi về 4 số 0 như vừa nãy này. Đấy, đổi 4 số 0 nhá. Đó. Cái này thì tùy nhu cầu, các bác có để đổi thành 1 2 3 hoặc 4 5 6 7 8 9 là các thứ rồi. Tùy nhu cầu nhá. Đấy, và khi nào mà các bác đổi 4 số 0 xong rồi các bác lại xoay lại cái này cho. Đấy, xoay lại cái này thế là xong. Đó, và các bác lại cài vào lại dùng bình thường. Đấy thì em vừa đổi chỉ cho các bác cách đổi mật khẩu nhá. Và đây là nó cũng có một cái tờ giấy này. Nó có một cái tờ giấy để hướng dẫn các bác đổi mật khẩu này. Đấy, như cái tờ giấy nó bằng tiếng Anh. Nó bằng tiếng Anh nên nó hơi khó dùng thì em nếu mà theo em tốt nhất ấy là về các bác cứ để 4 số 0 mặc định luôn các bác dùng cho nó dễ nhá. Đấy, ví dụ chẳng may là các bác đổi mà các bác quên không nhớ mật khẩu ấy là rất là dở hơi. Nếu mà các bác đổi mà quên không nhớ mật khẩu là coi như là bỏ đi luôn đấy nhá. Đấy thì các bác về là các bác cứ thế dùng thôi, không cần phải đổi nhớ đâu. Đấy, như thế là dễ nhất. Đấy, về là cứ để mặc định là 4 số 0. Lúc nào muốn mở thì các bác về 4 số 0 này là mở ngon này, còn lúc nào muốn khóa thì cứ đảo loạn ra cho. Thế là xong. Đó, rất là dễ dùng nhá. Khóa số dây nhá, cứ lên mã đi sẽ là khóa số dây. Bên em đang gửi bác là một cái khóa số dây này là 30.000. Đấy, 30.000 một cái khóa số dây nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ súng keo nến này. Đấy, bộ súng keo nến nhá, hàng bên shop này tiếp tục hàng về. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ súng keo nến nhá. Bộ súng keo nến công suất của nó sẽ là 20W một cái con súng keo nến nha. Đấy thì em báo giá luôn nhá. Bên em sẽ bán theo một bộ là một combo là một súng và đi kèm cho các bác sẽ là 10 cây keo. 2 này, 4 này, 6 này, 8 này, 10. Đấy thì đây, các bán là combo là một lúc là một cây súng và 10 cây keo. Thì về là các bác có cá là xả luôn. Thì một bộ nhài là 40.000 nhá, 40.000. Lên mã giúp cho em sẽ là cái combo súng keo nến gồm một cây súng và 10 cây keo. Giá của nó sẽ là 40.000.
Đấy là combo súng keo nến nhá, một cây súng 10 cây keo nến là 40 ngàn một bộ nhà, 40 ngàn này. Công suất của cái cây keo, cái cây súng này sẽ là 20W nhá, sử dụng cho em điện là từ 100 đến 240V. Đấy, các bác cắm điện 220 cho em vào thoải mái luôn. Đấy, cắm vào cho keo vào, bật công tắc lên là các bác xài thôi. Đấy, về các bác dùng để gắn những cái đồ vật các thứ nhà mình. Nói chung là rất là tiện, cái keo nến này gắn được khá là nhiều thứ này mà gắn rất là chắc luôn. Đấy, 40 ngàn nhá, lên mã cho em sẽ là combo súng keo nến nhá. Một bộ này là 40 ngàn nhá, một bộ này là 40 ngàn. 40 ngàn là bao gồm là một cái súng và 10 cây keo. Còn nếu mà các bác có nhu cầu mua thêm keo nến thì bên em sẽ bán ở combo là 10 cây keo nến một. Đấy, các bác có nhu cầu mua keo nến thì bên em sẽ bán ở combo là 10 cây một, thì bên em sẽ bán ở combo là 10 cây như này. Giá của nó sẽ là ly 15 ngàn. Đấy, thì các bác lên mã cho em sẽ là keo nến mua thêm 10 cây một lúc thì sẽ là 15 ngàn nhá, 15k. 15k 10 cây. Đấy, 15k cho 10 cây keo nến nhá. 15k là 10 cây keo nến, còn các bác mua một cây súng với một cây 10 cây keo là 40 ngàn rồi. Còn nếu mà muốn mua thêm keo thì cứ 10 cây là 15 ngàn, 10 cây một là 15 ngàn các nhá. Sản phẩm tiếp theo thì đây em lên luôn cho bác, đó là cái con lưỡi cắt cỏ xoắn thép này. Đấy, con này thì lâu lâu quay bác vẫn còn hàng để phục vụ bác nhá. Về bác chuyên bác nào mà hay cắt cỏ, cắt điếc các thứ là dùng con này cho em rất ok. Đấy, thiết kế nó là dạng những cái sợi thép nhỏ này nó xoắn vào thành một cái sợi to. Đấy, để về các bác cắt cỏ. Đấy, cắt cỏ và đặc biệt là những cái vị trí ví dụ như là những cái chỗ mà đất điếc các thứ là nó nhiều đá gạch các thứ, là bình thường là các bác cắt những cái lưỡi kia nó rất là nguy hiểm, như con này nó chui rúc vào không lo bị nguy hiểm nhá, và nó rất an toàn luôn, và nó sẽ đào hết những cái phần gốc rễ của cây cỏ lên, cắt rất là sạch luôn. Đấy, chém cực kỳ sắc nhá. Đây, toàn bộ là những cái lưỡi thép nó xoắn vào thành một cái lưỡi thép to này. Đó, rất ok, chắc chắn lắm. Con này thì em sẽ đo cho bác về cái phần kích thước này, size của nó sẽ là size 6 inch nhá, tương đương với lại đường kính là đi 15 cm, đường kính là 15 cm. Cái phần vòng trong này của nó sẽ vơ vào là đi 2.5 ly này con này. Đấy, 2.5 ly nhá, 2.5 ly đó, 2.5 ly để về các bác lắp vào những cái máy nhà mình quá ok rồi. Nói chung là nó là những kích cỡ phổ thông mà. Đấy, kích cỡ phổ thông. Đây, lưỡi cắt cỏ xoắn thép nhá, cắt rất là sạch luôn, em báo giá luôn nhá. Bên em đang gửi bác một cái lưỡi cắt cỏ xoắn thép như này, lưỡi cắt cỏ xoắn thép nhá, giá của nó sẽ là 70 ngàn. Đấy, 70 ngàn một cái lưỡi cắt cỏ xoắn thép này nhá, 70k một cái. Size của nó sẽ là size 6 inch, tương đương với lại là 15 cm nhá. Đây, các bác cùng xem một cái video thực tế về sản phẩm này. Con này dùng ok đó, bán cực kỳ nhiều luôn đây. Máy cắt cỏ thông thường không thể diệt tận gốc cỏ, sau một thời gian cỏ dại sẽ quay trở lại, đó là vì các bác chưa sử dụng đúng loại lưỡi cắt. Hôm nay em xin giới thiệu với các bác một loại lưỡi cắt cỏ thép đa năng, loại bỏ cỏ tận gốc, đặc biệt không ảnh hưởng đến rễ cây trồng, vô cùng sạch đẹp và tiện lợi. Lưỡi được cấu tạo từ hợp kim thép không gỉ, siêu cứng, siêu chịu lực, có thể cắt trong những vị trí ẩm ướt, độ bền sản phẩm cao. Với thiết kế dạng sợi xoắn ốc, giúp lưỡi cắt có thể đánh bay được cả những gốc cỏ dại cứng đầu nhất. Sản phẩm được thiết kế ưu việt, đường kính cắt lên tới 15 cm, thích hợp xử lý nhiều tác vụ trên diện rộng một cách hiệu quả. Hỗ trợ tẩy rỉ sét, loại bỏ rêu và loại bỏ cỏ dại trên sàn và tường. Sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ Đức và được công ty VNE Việt Nam phân phối độc quyền. Cơ chế hoạt động, tác động một lực vừa đủ đâm sâu xuống đất từ 0,2 đến 0,5 cm, đồng thời đẩy cả gốc cỏ lên, rất an toàn và tiện lợi cho người sử dụng. Máy phù hợp với mọi loại máy cắt cỏ xăng và điện hiện nay. Nhân dịp chiên, ưu đãi giảm giá lên tới 50%. Cái con lưỡi cắt cỏ các bác đang coi nhá, giá thì bình dân thôi. Đấy, 70k nhá, 70k một chiếc lưỡi cắt cỏ dạng xoắn thép nha. Đấy, lên mã nha, sẽ là lưỡi cắt cỏ xoắn thép 70.000 một cái. Đây, thực tế sản phẩm này rất ok luôn, bán cực kỳ nhiều đấy. Sản phẩm tiếp theo thì đây, lên luôn cho bác, đó là cái bộ mũ khoan thép của thương hiệu Unica. Đấy, Unica, bộ này thì bên em bán khá là nhiều rồi. Đấy, em báo giá luôn nhá. Các bác cứ lên mã nha, sẽ là cái bộ mũ khoan thép Unica của thương hiệu Unica, bộ mũ khoan thép 5 mũi này. Đấy, bộ mũ khoan thép 5 mũi nhá. Giá của nó sẽ là đi 150.000 thôi nhá, 150.000 một cái bộ mũ khoan thép 5 mũi nha, 150k bộ nhá. Đấy, hàng của thương hiệu Unica. Đấy, cái này thì bên em bán rất là chạy luôn. Về các bác thợ thuyền cơ khí rồi, anh em thợ thuyền, đấy, khoan nhựa, khoan sắt, khoan nọ khoan kia, khoan được rất nhiều chất liệu luôn. Hàng của thương hiệu Unica Japan này, đựng trong một chiếc hộp nhôm nhá, thiết kế cực kỳ đẹp luôn, đẹp từ bên trong và bên ngoài. Bên trong của nó sẽ gồm có là 5 mũi nhá. Đấy, với các kích tự với các kích thước khác nhau. Đấy, từ mũi to nhất này, đấy, to nhất của nó nhá. To nhất của nó lên đến là đi chắc phải 3 mấy ạ, to lắm. Đó, rồi là những cái mũi vừa vừa này, nhỏ này. Đấy, rồi là có những cái mũi nhỏ nữa này. Đấy, và có cả những cái mũi rất nhỏ luôn. Đây. Đấy, nói chung là một cái bộ này các bác mua về thì xài anh em thợ thuyền, các bác sử dụng gia đình thì quá ok luôn, rất nhiều kích thước khác nhau đây.
1/4 38 này này. Đó các kích thước nó ghi ở đây tất này, thông số các thứ, nói chung là về các bác tùy chỉnh theo cái kích thước các bác muốn xài nhá. Đấy thì các bác xài phù hợp cái mũi nào thì các bác lấy mũi đấy nhá. Chân này của nó sẽ là chân lục giác nhá. Đấy thì về các bác có thể lắp vào máy khoan pin rồi là máy khoan cầm tay các thứ là các bác khoan em quá ok luôn. Đấy. Về là các bác lắp vào là xài thôi. Đấy, mũi thì nó là dòng mũi khoan tháp phủ một lớp titan. Đấy, nên là khi mà có khoan rất là sắc bén nhá, mũi khoan sắc bén, khoan ngọt lắm. Đấy, khoan cực kỳ ngọt, khoan rất thích luôn. Đấy, hàng của Unica Japan, một bộ này là 5 mũi. Giá của nó sẽ là 150.000 một bộ nha. Đấy, 150.000 nhá. Lên mã em sẽ là cái bộ mũi khoan tháp 5 mũi của thương hiệu Unica. Đấy, Unica đây. 150.000 một bộ mũi khoan tháp 5 mũi này nhá. 150.000 bộ. Thì đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Con này khoan ngọt lắm đây. Các bác cùng coi này. Khoan ngọt cực kỳ ok luôn. Đấy. Khoan sắt thép các thứ à. Đấy, thấy không? Khoan rất ngọt luôn. Đấy, tạo lỗ tạo hình tròn đẹp nhá. Khoan gỗ này, đấy, khoan sắt thép này, khoan sắt hộp, sắt dày, sắt mỏng, khoan ok luôn. Đấy, rất ngọt ngào và tình cảm nhá. Đấy, về các bác lắp vào máy khoan các bác xài là sử dụng thôi. Quá ok. Đó, tiện dụng. Bộ mũi khoan tháp 5 mũi của Unica nhá, 150.000 bộ này. Ngoài ra thì ở đây anh em có bán kèm thêm cho bác đó là cái cây lấy dấu để về các bác chuyên lấy dấu vào những cái vị trí mà trước khi các bác khoan thì các bác là dùng cái cây bút này để các bác lấy dấu vào những cái vị trí để các bác khoan này thì các bác mua cho một cây này cho em. Đấy, cây này lấy dấu chuẩn mà lấy dấu ngọt lắm. Đấy, đây lấy cho bác test thử bác coi luôn này. Đấy, con này thì lấy dấu trên mọi chất liệu luôn nhá, cái này rất dễ xài thôi. Đấy, một tay các bác cầm này có ấn cho em mạnh vào cái chỗ mà các bác cần lấy nhá. Đấy, con thấy không? Đấy, tạo thành một cái lỗ rất ok luôn. Đấy, tạo một cái lỗ đây em lấy cho bác phát nữa này. Đó, nó rất nhẹ nhàng tình cảm thôi, các bác chỉ việc ấn nó mạnh vào. Đấy, nó có một cái lực bắn nó phịch cái ra, thế là ok. Đây, tạo thành những cái dấu nhỏ này để về các bác ví dụ các bác muốn khoan rồi các bác muốn đục thì nó chuẩn lỗ hơn nhá, chuẩn lỗ chuẩn cái vị trí các bác lấy cái dấu nhá. Chất liệu cái lấy dấu nó toàn bộ bằng đồng luôn này. Đấy, phần đầu nó đầu kim loại siêu cứng luôn. Đấy, lấy dấu trên mọi chất liệu luôn. Từ sắt, thép, bê tông, nhựa các thứ rồi là thạch cao các thứ đầy đủ luôn. Đấy, rất ok nhá. Cái cây lấy dấu này thì em gửi bác giá bình dân thôi. Thì giá của nó sẽ là 30.000 nhá, 30.000 cho một cái cây bút lấy dấu nha, 30.000 một cây. Đấy, 30k một cây bút lấy dấu nhá các nhá, 30k một cây bút lấy dấu. Hàng cũng rất là xịn sò chắc chắn luôn. Về các bác lấy dấu dùng để khoan. Đấy thì các bác có thể mua kèm cùng với cái bộ này. Đấy, về là ví dụ các bác khoan là có cái cây lấy dấu đó các bác đánh dấu, sau đó các bác dùng cái này các bác khoan là có ok luôn. Thì cả bộ này là một cây lấy dấu là 30.000, còn bộ mũi khoan tháp trắng 5 mũi nha. Của Unica Japan là 150.000 một bộ đó nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái bộ bàn cạo 35 lưỡi này. Đấy, bộ này thì lâu không quay bác coi. Bộ bàn cạo 35 lưỡi nhá. Cũng cực kỳ là hot hit và bán rất là chạy cũng như là cạo rất là ngon ngọt luôn. Các bác dùng về dùng để cạo râu nhá. Một bộ này sẽ gồm có cho bác là đi 35 cái lưỡi cạo râu, rất nhiều luôn nhá. 35 cái lưỡi cạo râu này và một cái hộp để đựng. Để ví dụ các bác đi du lịch đi chơi các bác có cái hộp này các bác đựng rất là tiện này. Đấy thì một cái tay cầm, một cái lọ kem để các bác bôi trước khi các bác cạo nó không bị rát này. Đấy. Một lọ kem, một cái bàn cạo và đi kèm là những cái lưỡi nhá. Những cái lưỡi thì tổng của nó sẽ có là 35 lưỡi các bác nhá. Tổng của nó sẽ có là 35 lưỡi các bác xài cả năm rồi luôn. Đấy thì đây. Đây, đấy. Tất chỗ này là 35 lưỡi nha, về các bác xài cả năm giờ luôn. Đấy. Về các bác lắp vào cái bàn cạo này. Đấy, sau đó các bác dùng các bác cạo thôi, rất ok. Một bộ này thì bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là đi 40.000 thôi, 40.000 một cái bộ bàn cạo 35 nha. Nên mã em sẽ cái bộ bàn cạo râu 35 lưỡi nhá, bàn cạo 35. Đấy, bàn cạo râu 35 lưỡi. Giá của nó sẽ là 40.000 một bộ luôn nhá, 40.000 bộ. Giá rất hạt rẻ bình dân luôn. Về các bác dùng để cạo râu thì ok luôn. Đây các bác cùng xem video thực tế về sản phẩm này. Hôm trước em hỏi mua bộ dao cạo này tận 100.000. Thế mà hôm nay xong thanh tốc có mấy chục lại còn miễn phí ship này, chụp tận 38 chi tiết luôn nhá. Một hộp kem cạo râu này, một bàn này và 36 lưỡi luôn. Mỗi lưỡi dùng được tận mấy chục lần, tính ra quá là tiết kiệm luôn đúng không? Cứ săn cho em mấy bộ như này dùng được cả năm luôn. Đó mà cái này tính ra rẻ, mình mang đi chơi đi du lịch cũng rất là tiện luôn. Hôm nay bác nào muốn săn điều hỏi thì ấn vào giỏ hàng vào bàn nhấp tay trái nha. Thôi từ bây giờ không siêu thị siêu tiết gì đâu nhá. Đấy, một bộ là 36 lưỡi này. Đấy, một bàn cạo, một kem. Cạo rất ok luôn, cạo sắc lắm. Một hộp kem cạo râu này, một bàn này và 36 lưỡi luôn. Mỗi lưỡi dùng được tận mấy chục lần, tính ra quá là tiết kiệm luôn đúng không? Cứ săn cho em mấy bộ như này dùng được cả năm luôn. Đó mà cái này tính ra rẻ, mình mang đi chơi đi du lịch cũng rất là tiện luôn. Đấy, thực tế về cái bộ sản phẩm nhá. Đấy, bộ này là 40.000 nha, chỉ 40.000 thôi. Đấy.
bao gồm là 36 lưỡi cạo râu này, một lọ kem, một cái hộp đựng, một cái tay cầm. Đấy, giá nó chỉ có 40.000. Lên mã em sẽ là cái bộ bàn cạo 35 lưỡi nhá, 40.000. Về các bác dùng chuyên để cạo râu, rước các thứ rất ok. Đấy, 40.000 một bộ bàn cạo 35 lưỡi nhá. Theo thì lên luôn cho bác cái mã hàng đó là cái chuột không dây. Em báo giá luôn bên em gửi bác là 90.000 một viên, 90.000 một cái một cái con chuột không dây nhá. Các bác cứ lên mã em sẽ là chuột không dây đây, em ghi giá đây rồi, 90.000 một cái con chuột không dây này, rất tiện dụng luôn. Thì hàng của nó thì cũng là hàng mới nguyên hộp này nhá. Sản phẩm mình sẽ gồm có là một con chuột không cần dây nhá các bác nhá. Thông minh của cái sản phẩm này là nó không cần dây dạ gì. Về là các bác chỉ việc kết nối bằng cái cục adapter ở bên dưới đít này. Đấy, các bác lật cái nắp này ra, lấy cái này ra, cắm trực tiếp vào trong máy tính của bác nhá. Và các bác bật cho em về on này. Đấy, bật cho em về on thì nó sẽ lên cái đèn báo màu đỏ em vừa bật đấy. Và bắt đầu là các bác cứ thế là nó sẽ tự động kết nối với nhau. Hai cái này, cái con Bluetooth này, đấy cái con cổng USB Bluetooth và cái con chuột này nó sẽ tự linh với nhau và nó sẽ điều khiển không cần dây dợ gì nhá. Và cái hay của cái sản phẩm này là bên trong này nó đã tích hợp sẵn một viên pin rồi. Đấy, và cái pin này là có tích điện luôn nhá. Cái pin này có tích điện. Đấy, cái pin này có tích điện là lúc các bác cứ xài, lúc nào mà hết pin thì các bác lại lấy cái dây sạc đi kèm với lại cái cục sạc này các bác cắm vô đây. Đấy, và các bác cắm vào cái nguồn 5V ấy. Đấy, ví dụ như là cái cục sạc này em vừa quay này. Đấy, cái nguồn cục này, cái cục 5V 2A này, các bác cắm vào đây. Cục này thì bên em đang bán là 30.000 nữa. Các bác cứ lên mã nha, cho cái cục sạc Samsung. Đấy thì đang bán là 30.000 thì các bác có thể cắm vào đây và các bác sạc cho cái chuột này. Đấy. Và khi mà sạc đầy thì các bác lôi ra xài. Con này thì em cứ bảo hành cho bác luôn. Các bác sạc một lần các bác xài từ 1 tháng cho đến nửa tháng luôn. Pin nó cực kỳ trâu nhá. Đấy, pin nó rất trâu bò luôn. Đấy, các bác bình thường là các bác hay dùng những cái con chuột có dây rất là vướng víu, dùng rất là khó chịu vướng víu này. Đấy, rồi là nó không thẩm mỹ cái thứ giờ dây dặn nó lằng nhằng nói chung, hoặc là các bác đi chơi đi công tác các thứ giờ, hoặc là làm văn phòng mình cứ phải mà mang đi di chuyển nhiều, dây dặn nó lằng nhằng. Đấy thì các bác mua cho con này về không cần về dây dặn gì nhá. Bên dưới cái nắp này về các bác lấy ra một đầu này các bác cắm trực tiếp vào trong máy tính nhá, còn cái con chuột còn lại là các bác cứ để ra bàn các bác di thôi, là tự động là nó sẽ linh với nhau nhá. Đây, cái con này em xài rồi nên em thấy nó rất ok và em nhập số lượng lớn về bán các bác nên là dùng ok lắm. Đó thì gửi bác là 90.000 nhá. Các bác cứ lên mã em sẽ là chuột không dây. Đấy, 90k một con. Đây em quay cho bác cái con em đang xài này. Đây, cái con em đang xài đây. Đấy thì em sẽ quay cho bác coi nhá. Thì nó sẽ có là một cái cục linh như này này. Đấy thì về là máy tính nào nó cũng có cổng USB mà. Đó thì các bác cắm trực tiếp vào trong cái cổng USB này cho em. Đó, các bác cắm vào và cái con chuột khi mà cắm vào đấy nó kêu tinh cái nó sẽ tự động linh với nhau nhá, tự động kết nối với nhau. Đấy và bắt đầu là các bác cứ thế là các bác gì thôi. Đây, để em gì cho bác coi này. Đấy, các bác nhìn này, chuột này. Đấy, chuột chạy ngon lành luôn nhá. Đây, tắt đi này. Đấy, bật lên này. Đấy, vào chôm này. Vào YouTube chẳng hạn này. Đấy, YouTube nhá. Đó, bấm ngon lành luôn nhá. Đấy, đây, vào kênh của nhà em này. Đấy, bấm ngon lành. Các bác nhìn cái con chuột em gì chưa? Đây, con chuột em gì này. Đó, xem kênh của bạn này. Đấy, kênh nhà em đây các bác nhá. Đấy, các bác mua hàng này cứ vui lòng liên hệ với hai cái số điện thoại em để trên kênh này. Đấy, các bác nhìn thấy con chuột này em đang gì này. Đấy, con chuột đang chạy nhá, là tay đang gì đây. Đây, tay em đang gì đây. Đấy, tay em đang gì đây. Đấy, gì đâu là nó sẽ sáng lên đấy. Đây này, đấy, thấy không? Đây. Đó, rất là tiện dụng luôn nhá. Không cần phải dây dạ gì hàng nhàng nhá. Mà nó cực kỳ dễ dùng luôn. Người lớn, người già, trẻ em dùng được hết luôn. Về chỉ việc cắm cái con này vào chân cổng máy tính và chuột thì các bác bật cho em về on. Đấy, cứ thế là dùng. Và khi nào mà hết pin thì các bác cắm sạc qua cái cổng ở đằng trước này. Nó có cái cổng sạc này. Đấy, con này các bác cứ dùng cho em từ 15 cho đến 15 ngày. Cho đến 1 tháng các bác phải sạc pin một lần. Pin nó cực kỳ trâu bò luôn. Bảo hành cho bác luôn. Nếu mà các bác nào mà pin mà nhanh hết thì cứ bảo anh em nhé. Đấy, bảo hành cho bác pin luôn. Vì anh em dùng thực tế đây, anh em dùng 2-3 con liền đây. Đấy, đây kìa. Đấy, đây không? Rất ok nhá. Không cần phải dây dợ gì nhờ. Đấy, các bác chỉ việc là cắm vào các bác xài thôi. Quá ok luôn. Đây các bác nhìn này, nước này lăn này. Lăn rất mượt mà luôn nhá. Đấy, thấy không? Đây đang lăn này, tay em đang lăn này. Đấy, mất mượt mà ngon lành nhá. Rồi. Đấy thì em hướng dẫn cho bác rất chi tiết và cách sử dụng của con này rồi. Đấy thì em báo giá lại một lần nữa nhá. 90.000 một cái con chuột không dây này, 90.000 một con. Thì về các bác tháo cái nắp đít ở cái phần nắp lưng ra này. Lấy cái con USB này, cắm trực tiếp vào trong cái cổng USB của máy tính và các bác dùng con chuột bật lên cho em về nút on. Đấy là các bác xài thôi. Và khi nào mà hết pin thì các bác lại cắm sạc vào đây. Đấy, chân sạc của nó đi nhá. Đấy, cắm sạc vào là các bác xài. Ở trong này nó có một viên pin tích điện sẵn rồi. Đấy, và xài từ 15 cho đến 1 tháng mới hết pin một lần. Pin rất trâu bò luôn các bác nhá. Rất ok luôn. Đấy, 90.000 một con chuột không dây các bác nhá.
lấy cứ lên mã thì em sẽ là chuột không dây 90k một con. Con đầu tiên thì đây lên luôn cho bác đó là cái quả bóng B2. Đấy, bóng B2 các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái bóng đèn B2 nhá. Cái này thì về các bác xài khá là nhiều việc này. Đấy, dùng làm bóng đèn thắp sáng này, rồi là bóng đèn ngủ cũng ok luôn mà giá nó bình dân lắm. Em báo giá luôn nhá. Bên em sẽ bán nó combo là 5 quả 1 hoặc là nếu các bác mua lẻ các bác có thể mua 1 quả 1 cũng được. 1 quả 1 thì bên em đang bán giá sẽ là 5.000 một quả. Đấy, 5.000 một quả này thôi. Còn nếu mà các bác lấy combo 5 quả 1 thì bên em sẽ gửi bác giá rất tốt luôn, 10.000 cho một combo là 5 quả bóng B2 nha. Đấy, 5 quả nha. 2 4 5, 5 quả nha là 10.000. Đấy là một combo bóng B2 5 quả là 10.000. Còn các bác lấy lẻ 1 quả là 5.000 nhá. Đấy, lấy lẻ thì giá nó sẽ cao hơn. Còn các bác lấy theo combo thì giá nó sẽ rẻ hơn. Đấy, cái này thì nó sử dụng cái nguồn điện là cái nguồn điện 5V. Tức là về các bác có cái cổng sạc USB ấy, các bác cắm vào là các bác xài thôi. Đây ví dụ như ở đây em có một cái ổ điện nó có cái cổng USB này. Đó, có một cái ổ điện có cổng USB này, các bác cắm trực tiếp vào điện 220 này. Sau đó là cái ổ này nó có cái cổng USB này. Đấy, các bác cắm vào đây cho em. Đó, thế là lên đèn, đèn rất sáng luôn nhá. Đèn nhìn thôi nhưng rất sáng luôn. Đấy. Con này em hình như công suất của nó là 1W, công suất của nó là 1W. Đó, ánh sáng màu trắng nhá, ánh sáng màu trắng. Đấy, về các bác dùng để làm đèn ngủ này, đèn chiếu sáng này, đèn cảnh báo này, nói chung là chế cháo nhiều việc lắm. Đó. Giá thì bên em đang bán lẻ một quả này là 5.000 nhá, một quả bóng B2 nha. Các bác cứ lên mã nha, sẽ là bóng B2. Một quả là 5.000, còn các bác lấy theo combo 5 quả 1 thì bên em đang gửi bác giá sẽ là 10.000 cho một combo 5 quả bóng nhá. Chân đây, chân nguồn vào của nó này. Cứ có cổng USB, nguồn của nó sẽ là nguồn 5V. Cứ có cổng USB các bác cắm vào, phệt vào, thế là sáng, có thế thôi, rất là dễ dùng nhá, tiện cực kỳ luôn. Đó, mà các bác cắm vào những nguồn 5V này thì cái tiền điện nó hết rất là ít luôn nhá. Đấy, không đáng kể luôn. Đấy. Đây, cứ cắm vào là sáng thôi. Đấy, còn cái ổ này thì chắc rất nhiều bác hỏi đây. Thì em báo giá luôn. Các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái ổ điện U3. Đấy, ổ này thì nó sẽ có là những cái ổ cắm điện và ba cái cổng USB nhá, để về các bác có thể cắm cái bóng này hoặc là các bác cắm cái dây sạc điện thoại nhà mình để các bác sạc pin cho điện thoại cũng ok luôn nhá. Đấy, con này thì em báo giá luôn, lên mã em sẽ là cái ổ điện U3. Đấy, ổ điện U3. Ổ điện U3 này thì hàng của Thái Lan nhá. Đấy, hàng của Thái này. Giá của nó thì sẽ là đi 50.000. Đấy, U3 nhá, ổ điện U3. Giá bên em đang bán là 50k. Một cái ổ điện U3 này. Đấy, thì nó sẽ có cổng USB để các bác có thể cắm những cái đèn này. Đấy, thì bên em đang bán một cái ổ này là 50.000. Còn bóng B2 thì đang bán là combo là 5 quả 1. Đấy, 5 quả 1, cứ 5 quả 1 nha là 10.000. Còn các bác lấy lẻ 1 quả thì đang gửi bác là 5 cao nhá. Đấy. Bác đó là cái bình nước của Việt Nhật nhá, dung tích là 3,5 lít này. Đó, con này thì giá bình dân thôi. 40.000 một cái bình nha. Đấy, 40.000 một cái nhá. Nó 3 lít rưỡi và rất là hay là nó có một cái vòi rất là ok luôn. Đấy, về các bác pha vào thì nó cái vòi sẽ để bên trong nhá. Vòi này nước thì sẽ để bên trong, thì về đây các bác đây, có khoan sẵn lỗ này, về các bác cho vào đây. Đấy, đây nó có cả cái giòn này. Các bác lấy bên cái giòn này ra. Một cái giòn thì các bác để bên ngoài, ở đây nó sẽ đi kèm là hai cái giòn, một cái giòn bên ngoài và một cái giòn bên trong nhá. Đấy thì các bác lắp ở bên ngoài một cái giòn. Và bên trong các bác cho em một cái giòn vào đây nữa. Đấy, cho một cái giòn vào đây. Và các bác xoáy cái ấy này vào này. Đấy, xoáy vào. Đấy thì về các bác xoáy nó vào. Xoáy nó vào nó như kiểu cái bình nước ạ. Như kiểu bình nước. Đấy, cái hay của nó là nó có cái vòi rất là tiện nhá. Đấy thì lúc nào dùng là các bác lấy các bác bóp này. Đấy, thế là nước nó ra thế thôi. Đấy, bóp cái này nước nó ra rất ok nhá. Kế nó có một cái vòi rất là ok. Thì về các mùa hè mùa hiếc này. Đấy, bắt đầu đang mùa nóng này, các bác về pha nước chanh đá, chanh đường vào đây này. Rồi là nước ngọt các thứ các bác cho đây, cho tí đá vào. Bình thường là những cái vòi nước các thứ, những cái bình kia là các bác cứ phải thò tay vào các bác múc các thứ rất là bất tiện, rồi mất vệ sinh nhá. Đấy, những cái này là các bác cho đá rồi cho nước các thứ vào đây. Đấy, lúc nào các bác cứ để trên bàn, lúc nào cần dùng cần uống là các bác chỉ việc bóp cái hứng cái cao đây, thế là nước nó chảy ra, có thế thôi, rất ok. Bình 3 lít rưỡi xài gia đình các thứ là thoải mái rồi, đựng nước, đựng ngôi này, đựng đá này, pha nước đá vào đây cũng rất là tiện luôn này. Đấy, đây bình có nắp và vòi vặn nước tiện dụng này, phù hợp để đựng trà, nước, trái cây trong ngăn mát tủ lạnh này. Đấy. À, cái này thì hàng của Việt Nhật nhá, thành phần thì chính là nhựa PP. Đấy, kích thước là 28 x 11.5 x 16.5. Đấy, hàng này thì hàng của công ty Việt Nhật, hàng của Việt Nam nhá. Đấy, đạt chứng nhận ISO, hàng Việt Nam chất lượng cao đầy đủ luôn. Nói chung rất là chắc chắn, nhựa PP rất là dày và dùng rất là an toàn và ok. Đấy, chắc chắn cực kỳ mà giá nó bình dân thôi.
nó chỉ có 40.000 một bình này thì giá nó quá bình dân rồi, mà nó có cả vòi viết ok luôn. Đấy, 40k một chiếc vòi này nhá. Thì khi mà bên em gửi sẽ tháo rời ra và về thì các bác nhận hàng, các bác lắp vào là các bác sạc. Các bác cứ lên mã với em sẽ là cái bình nước có vòi nhá. Dung tích là 3,5 lít nhá. Hàng của Việt Nhật này. Đấy, hàng của Việt Nhật. Giá của nó sẽ là 40k. Đấy, 40k một cái bình nước 3,5 lít có vòi nha. Đấy, 40k một cái thôi. Giá bình dân đó. Dạ vào tiếp theo đi ở đây. Hôm nay bên shop về được một cái lô gối mây rất là xịn này. Gối mây thì các bác dùng mùa hè này thì cực kỳ mát rồi, nằm rất mát gái luôn, ngủ ngon, sâu giấc này. Đấy. Bình thường các bác dùng những cái gối bình thường ấy, nó rất là nóng đầu, đặc biệt là cái mùa hè này nóng dã man luôn, các bác mua cái gối mây này về. Đấy thì cái này nó có thể là tháo rời cái ruột ra để các bác giặt vệ sinh cái vỏ được nhá. Đây ruột bên trong nó đây. Đấy, ruột của thương hiệu Evetone này, rất ok, ruột thì rất là êm. Ruột dạng bông mềm rất êm nhá. Đấy, nằm cực kỳ thích luôn. Đó, thiết kế theo dạng lượn sóng cùng theo học này. Đấy, giúp các bác nằm ngủ sâu giấc này, rất ok luôn. Mà ở đây nó có phần mây đan này, mây đan này. Ở đây ông mây đan này. Nên khi mà các bác nằm rất là mát gáy luôn, mát gáy mát đầu, nằm ngủ rất là ngon. Đó, mà giá bình dân thôi. 55.000 thôi nhá. 55.000 một cái gối mây này. Đấy, còn nếu mà các bác lấy một đôi, là hai cái thì bên em sẽ tính cho bác giá là 100.000 một đôi gối mây nhá. Đấy, 100.000 một đôi gối mây. Còn các bác lấy lẻ một cái là 55k. Đấy, 55k thì tùy nhu cầu các nhá, tùy nhu cầu. Các bác có thể lấy lẻ giá nó sẽ cao hơn, lấy lẻ là 55.000. Còn ví dụ nhà hai người, ba người hoặc là đông người thì các bác cứ lấy tăng lên xem. Đấy, còn bên em bán lẻ là 55.000 một cái, lấy một đôi gối mây thì là 100.000 hai cái nhá, 100.000 hai cái. Rất ok luôn. Gối cực kỳ thích, cả vỏ cả gối luôn, mà chỉ có là đi 50.000 một cái nếu mà các bác lấy theo đôi, còn nếu mà lấy lẻ là 55.000. Đấy, giá nó rất là tốt rồi. Bình thường các bác mua những cái gối này ở ngoài thị trường ấy ít cũng khoảng tầm 70-80 nghìn. Đấy, mà đấy các bác mua nguyên vỏ không ấy. Còn đây bên em cả ruột cả vỏ mà nó chỉ có 55.000 thôi, giá nó quá rẻ luôn. Đấy, về các bác nằm vào cái mùa nóng này rất ok luôn, nằm rất là mát đầu, nằm rất mát á. Đấy, đây sờ tay các bác cảm thấy nó rất mát rồi. Gối to, nằm thích êm thôi nhá. Đó. Giá lẻ là 55k, lấy một đôi hai cái là 100.000 các nhá. Gối. Tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái mã dây điện này, mã dây điện 30m này. Đó. Giá thì bình dân thôi, 130.000 một cái quặn dây 30m nha các nhá. Lên mã em sẽ là dây điện mà 30m. 130.000 một quặn, 130k một quặn nha. Dây này thì lõi của nó là dây khoảng tầm lõi 1 chấm nhá. Lõi là lõi 1 chấm, nó chịu tải công suất khoảng tầm 3.500-4.000W. Nói chung là về các bác sử dụng gia đình, đấy, máy móc các thứ thiết bị thoải mái luôn, quạt quậy rồi là máy móc ok luôn nhá, đấy, nó ok luôn. Nói chung là khá là chắc chắn dây đây, dây sẽ là dây lõi hai lớp này, có đầu cắm đúc này, chân tròn và một ổ dao nhá, ổ dao này, đây, đấy, ổ dao ok luôn nhá, chân dẹt chân tròn các bác cắm ok luôn, đó là hai, đó thì nên em đang bán một cái cuộn dây này là 130.000 một cuộn nhá, 130.000 một cuộn thôi. Chiều dài là 30m nhá, thoải mái các bác xài gia đình luôn. Đấy, anh em sự kiện này, công trình này cũng là xài thoải mái luôn, dây nó dẻo dai dùng ok lắm. Đấy, dây dẻo dùng ok. Đấy, có sẵn cả phích cả ổ này luôn, là về các bác chỉ việc xài thôi, không cần phải mua thêm gì cả. Về cắm là các bác cắm ra các thiết bị để xài thôi, là 130.000 một cuộn nhá, 130.000 một cuộn dây dài 30m nhá, dài 30m ok lắm. Cái này thì các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái cuộn dây điện vàng nhá. Đấy, cuộn dây điện vàng cho nó dễ cho đỡ bị nhầm nhá, cho đỡ bị nhầm sang những cái cuộn dây điện khác nhá. Tại nhà em có mấy mã dây điện cơ, thì các bác cứ lên mã cho em là cái dây điện màu vàng. Đấy, cái cuộn dây điện màu vàng 30m nhá, giá của nó sẽ là 130.000 cuộn dây điện màu vàng nhá. Đấy, thì dây của nó sẽ là dây màu vàng để dễ nhận biết nhất này các bạn này. Đấy, nó chỉ có 130.000 thôi, giá rất bình dân luôn. Rồi, tiếp theo thì đây, tiếp tục lại về cái mã hàng đó là cái dây cọ lưng này. Đấy, cái mùa này thì các bác tắm rửa rất là nhiều. Đấy, các bác bình thường là các bác hay dùng tay, thì ví dụ những cái vị trí ở lưng nhớ các thứ giờ các bác rất là khó kỳ cọ, thì các bác mua cho em ngay cái dây cọ lưng này về. Đấy, nó chất liệu nó bằng silicon, nó co giãn đàn hồi rất tốt nhá các bác. Đây, nó ở đây nó thiết kế sẵn hai cái móc cầm như này, móc tay vào vắt sau lưng. Đấy, rồi là các bác kỳ cọ nhá. Con này thiết kế rất hay là nó có những cái gai này, các bác vừa kỳ cọ vừa massage dùng cực kỳ thích, dùng cực kỳ sướng luôn. Đấy, bằng silicone nó rất là mềm, dùng thích lắm. Đó thì em báo giá luôn nhá, cái này thì bình dân thôi. Đấy, nói chung là giá này thì ai mua được rồi, mua cho em khoảng tầm 4-5 cái về xài cả nhà luôn, báo giá bác luôn 20.000 một cái dây cọ lưng nha, 20k một cái nhá. Lên mã em sẽ là cái dây cọ lưng silicone 20k một cái nhá, 20.000 một cái dây cọ lưng bằng
chất liệu silicone, có phần gai massage rồi là kỳ cọ rất sạch sẽ, ok luôn, rất chất lượng nhá, giày rất chắc chắn. Đấy, có cả sẵn hai cái móc cầm này, các bác vắt về sau lưng. Sau lưng rồi các bác kỳ đằng trước, kỳ chân, kỳ tay được hết luôn. Giá thì bình dân thôi, 20.000 một cái. Đây các bác cùng xem thực tế kia video về sản phẩm này. Thường thì cọ lưng bằng bàn chải, bông tắm hay sơ mướp đúng không ạ? Thì việc khó khăn đầu tiên chúng ta hay gặp phải là không thể đưa được tay hay bàn chải, bông tắm ra sau lưng để kỳ cọ lưng đằng sau được. Chính vì vậy mà rất nhiều các anh các chị hay gặp phải cái vấn đề mụn lưng. Tuy nhiên với dây đai cọ lưng silicone Hàn Quốc này, chúng ta sẽ làm cái chuyện đó dễ dàng hơn và thú vị hơn rất là nhiều. Với ưu điểm là chất liệu silicone cao cấp, tốt cho sức khỏe và thân thiện với môi trường. Bề mặt bàn chải thì được thiết kế với nhiều đầu sợi silicone dày 1 cm để dễ dàng làm sạch bụi bẩn ở sâu bên trong lỗ chân lông. Thiết kế tay cầm vừa vặn chắc chắn giúp dễ cầm nắm mà không bị trơn trượt, cải thiện tuần hoàn và phục hồi da. Lý tưởng để làm sạch những vị trí khó tiếp cận như là làm sạch lưng, cổ, vai, bàn chân. Khi tắm, những đầu sợi silicone này chà cọ vào da, ngoài tác dụng làm sạch da còn giúp massage khi tắm, tăng tuần hoàn máu dưới da và tẩy tế bào chết, đem lại cảm giác thư thái và một cơ thể hoàn toàn sạch sẽ khi tắm. Nhà mỗi bác lên sắm 1-2 dây về dùng. Link mua hàng thì em để bên dưới nhé. Bác nào quan tâm thì có thể đăng ký bên dưới. Tắm thì đấy, thực tế về sản phẩm nha, dùng rất là thích luôn. Đó là cái dây tắm cọ lưng silicone 20.000 một cái dây này các nhá, 20.000 một cái dây tắm cọ lưng silicone này. Đó, tiếp tục lại về cái siêu phẩm cho cái mùa hè năm nay. Đấy, hiện tại thời tiết đang rất là nóng nảy luôn. Các bác mua ngay cho một cái con quạt tích điện này về dùng rất hay luôn. Đấy, giá thì bình dân thôi. 330.000 một cái chiếc quạt tích điện nhà. Bao ship cho bác tận nhà bao gồm là cả pin, cả quạt, cả sạc luôn là 330.000 một chiếc nhá. Đấy, phòng trừ những cái lúc mất điện này, hoặc là các bác đi chơi, đi ra ngoại, đi picnic này, hoặc là các bác đi ra những cái vị trí mà quạt quậy các thứ rồi mình làm việc nó không có quạt quậy rồi, thì các bác mang ra. Đấy, rồi là anh em sử dụng làm văn phòng thứ là nóng nảy, các bác cầm một con quạt dùng rất ok luôn. Em báo giá luôn nhá, 330k, và bên em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Đấy, một chiếc quạt này sẽ gồm có các bác là một thân quạt chính này, sử dụng cho em là motor 775 không chổi than nhá, dùng rất bền và rất là êm luôn, rất mát nhá. Đây phần sải cánh của nó này, phần lồng có đầy đủ luôn, cánh và lồng toàn bộ bằng kim loại nhá, kim loại thép đúc luôn, rất bền bỉ và chắc chắn. Con này nó sử dụng cái chân pin sẽ là chân pin phổ thông, chân pin Makita. Đấy, ở đây thì sẽ có là cái công tắc bật tắt đó, công tắc bật tắt đằng sau. Thì về các bác lấy viên pin bên em có gửi kèm đây. Đấy, pin của nó nhá. Đấy, nó dùng cái chân pin là chân pin Makita, các bác lắp vào đó bật lên cho. Đấy, quạt rất mát luôn, quạt chạy vào phà luôn. Đấy, em cứ hay trêu bảo là động cơ phản lực tiếp tục hàng về này. Đấy, con này chạy đúng cái động cơ phản lực luôn, các bác nghe tiếng rồi. Đấy, phà luôn, mát lắm, mát cực kỳ. Đấy, mà rất là tiện, nó không cần phải dây dợ gì lằng nhằng, các bác mang đến đâu là cứ quạt lên đấy thôi. Đấy, rồi là các bác dùng trong trường hợp là mất điện, mất đóm các thứ này, rất ok luôn. Đó, 330.000 một cái, bao ship tận nhà, và khi nào mà hết điện thì các bác lại lấy ra đây, lấy ra ở đây. Các bác lấy cục sạc bên em có gửi kèm cắm vào đây. Sau đó các bác cắm trực tiếp vào điện 220, các bác sạc cho nó nhá. Đấy, khi nào sạc thì nó sẽ báo pin này như thế thôi. Rất là dễ dàng sử dụng. Đấy, dùng rất ok luôn. Nói chung là rất là tiện dụng trong cuộc sống nhá. Tiện dụng trong cuộc sống nhiều khi tiện lắm, mà thời tiết hiện tại nó đang rất là nóng này nè. Mua trong quạt này về dùng rất thích luôn. 330.000 một cái quạt tích điện, quạt cóc tích điện nhá. Các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái quạt cóc tích điện. Đấy. Sử dụng chân pin Makita, chân pin phổ thông, giá của nó sẽ là đi 330k một cái, bao ship cho bác tận nhà luôn. Đây, đấy, bật lên hưởng thụ thi gió nóng nảy dã man luôn ạ. Thời tiết rất là kinh khủng, đang rất là nóng nảy, con quạt rất mát luôn. Đấy, cảm giác là điều hòa lại nhiệt độ luôn đúng nhá. 330k nhá, các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái quạt cóc tích điện nhá. Đấy, quạt cóc tích điện, bộ sản phẩm là sẽ gồm có đấy bác là một thân quạt này, một viên pin này, đấy, một cục sạc này, mà giá nó chỉ có 330.000 thôi. Bình thường ấy, các bác mua ngoài thị trường ấy, các bác mua nguyên cái cục pin này đã không bao giờ có cái giá 330 rồi. Cục pin này khoảng tầm 400-500 rồi. Đây các bác mua trọn bộ này, bên em gửi bác một cái giá rất yêu thương luôn, 330.000, cả sạc, cả pin, cả quạt luôn, bao ship tận nhà, giá rất tốt mà quạt rất mát luôn. Đấy, quạt rất mát. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái mã hàng pin 9V này. Đấy, rất nhiều bác hỏi cái mã này. Đấy, cái này thì về các bác lắp được khá nhiều thiết bị này rồi, các bác sử dụng chế cháo rất hay luôn. Con này công suất của nó sẽ là 9V nhá. Đấy, hàng rất là chuẩn dung lượng luôn. Em báo giá luôn nhá. 10.000 viên này thôi, 10.000 một cái viên này. Đấy, về các bác dùng rất nhiều thiết bị dùng cái pin này này. Đây là cái chân pin nó này. Đấy, chân pin nó này nhá. Pin 9V, các bác cứ lên mã em sẽ là pin 9V đi. Em báo giá luôn là 10k một viên. Đấy, 10k một cái viên pin 9V này, chỉ có 10.000 viên thôi. Về giá rất hạt rẻ bình dân, về các bác sử dụng thay thế nhiều những thiết bị nó dùng cái pin này. Rồi là về chế cháo có thứ rồi. Đấy, con này dùng hay lắm. Đó, 10k viên nhá. Lên bạn em sẽ là pin 9V. 10 mà ấm siêu tốc này. Giá thì bình dân thôi, 320.000. Đấy.
cho một số người thì cũng có vẻ là nó hơi cao một chút, nhưng mà hàng dùng cực kỳ chất lượng luôn. Riêng hàng này bên em bảo hành cho bác 2 năm luôn, lỗi 1 đổi 1, cực kỳ bền nhá. Cái này là từ lúc em bán hàng đấy, khoảng tầm 4 năm nay rồi bên em vẫn đang xài cái con ấm này, rất bền nhá, cực kỳ bền. Hàng của nó thì sẽ là hàng mới nguyên hộp này, hàng của siêu thị nhá, đấy, hàng bán ở siêu thị luôn đấy. Đây Hikari này, đấy, hàng của hiệu Hikari nhá. Công suất sẽ là 1500W này, sử dụng giúp em là điện 220 nhá, dung tích là 2 lít 3. Đấy, nhiều bác cứ hỏi là dùng điện bao nhiêu thì nhớ giúp em là sản phẩm này dùng điện là 220, nên là các bác yên tâm nhá. Đấy, xài điện Việt Nam là thoải mái luôn. Hàng của Hikari, hàng mới nguyên hộp như này, rất chất lượng, thiết kế cực kỳ chắc chắn này. Toàn bộ là inox này. Đấy, rồi là một lớp nhựa chống nóng bên ngoài nhá, tay cầm này, công tắc rất tiện lợi này. Đấy, công tắc bật tắt này, có chế độ tự ngắt khi sôi này. Đấy, rồi là đây phần nắp mở thì các bác ấn xuống là nó sẽ đóng, còn các bác muốn mở thì các bác kéo này. Đấy, tự động là sẽ đẩy lên. Đấy, đây phần thân ấm nhá, rất dày, các bác nhìn này, inox rất dày luôn. Các bác cứ nhận hàng kiểm tra cầm một cái ấm này nó nặng trịch luôn. Đấy, bình thường các bác mua những cái dạng ấm siêu tốc ở ngoài nó rất là mỏng mẻo, như con này ấm bên em, ấm hàng Hikari, hàng Made in Japan mà, hàng Nhật mà, rất chất lượng, cầm nặng trịch luôn. Đấy, các bác yên tâm là dùng rất là bền. Đây là phần đế ấm này, đế ấm vùng quanh được bo một cái lớp inox này, rất chắc chắn nhá. Đấy, phần chân khâu đồng rất xịn sò. Đây là dây nguồn của nó. Đấy, dây nguồn. Đấy, bên này dưới lại có tem hết luôn này, rất cẩn thận luôn nhá. Hikari này. Đấy, công suất là 1500W này, sử dụng điện 220 này. Đấy, dung tích là 2 lít 3. Nói chung là con này các bác xài gia đình, các bác đun thì nói chung là siêu bền rồi, vĩnh cửu vài chục năm, yên tâm đi. Đấy, vì em dùng tầm 4 năm nay rồi. Đấy, 4 năm nay rồi mà không có hiện tượng, không vấn đề gì luôn, rất bền các bác nhá, rất bền luôn. Mà so với mức giá này thì các bác yên tâm là nó giá nó quá tốt rồi. Đấy, 320.000 các bác nhá, 320.000. Lên mã giúp em sẽ là cái ấm siêu tốc của thương hiệu Hikari, hàng Nhật Bản các bác nhá, Made in Japan, 320k một cái, bao ship cho các bác tận nhà luôn. Đấy, đây, hàng Made in Japan, đó, có thấy không? Made in Japan, rất xịn sò, ok nhá. Dùng điện 220, 320k. Đấy, chốt đơn vào việc ấm siêu tốc nhá. Bữa trước là bữa nào bác nào mà chưa mua được, đấy, vì thông báo đã hết hàng, hôm nay hàng đã về thì bác tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá. Số lượng hạn không nhiều đâu. Đấy, 320k. Ấm siêu tốc của thương hiệu Hikari nhá. Đó, rất bền. Rồi cái mã hàng tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là một cái mã hàng rất là hay mà lâu lắm là không có hàng về, thì hôm nay hàng nó tiếp tục về này. Đấy, hàng vừa về xong em lấy quay cho bác luôn. Đó là cái mã phao tự động ngắt, phao tự động ngắt coi nhá. Đấy, cái phao tự động ngắt khi nước đầy. Đó thì nó thay thế những cái dòng phao truyền thống. Đấy, bình thường là các bác hay dùng những cái phao truyền thống, những cái dạng phao dài này. Đấy, lắp đặt nó rất là khó khăn, mà thứ hai là cái độ bền nó không được lâu. Đấy, cái đấy nó chỉ dùng được khoảng tầm 1-2 năm thôi là cái nước bây giờ nước sạch nó rất nhiều clo. Nó vào là nó làm nhanh rỉ cũng như là rất là nhanh hỏng cái phao này. Đấy, thì các bác chuyển sang cho em cái hệ phao này. Nó là cái hệ phao tự ngắt đời mới, toàn bộ đó chất liệu là bằng nhựa ABS cao cấp nhá. Nên là khi mà các bác xài thì rất là bền luôn. Đấy, thì gen này của nó sẽ là gen phổ thông, gen 21, về các bác lắp đặt rất là dễ dàng và cực kỳ sử dụng luôn. Đây, hàng của thương hiệu Sunnybank, hàng này thì của người Việt sản xuất các nhá. Đấy, nên là các bác yên tâm. Hàng của người Việt sản xuất nên là rất là yên tâm rồi. Đấy, hướng dẫn sử dụng van phao nước phù hợp đây này. Đấy, dùng cho test nước các thứ này, rồi là bể nước các thứ được hết luôn các bác nhá. Bồn inox này được luôn. Đấy, van phao tự động, van phao nhựa tự động nhá. Đấy, kích cỡ nhỏ gọn, dễ lắp đặt này, sửa chữa này, độ bền cao 5 đến 10 năm không bị rỉ sét này, lượng nước xả lớn nhá. Đấy, tính năng của sản phẩm thì đây em đọc luôn. Van phao tự động Sunnybank được thiết kế nhỏ gọn, dễ lắp đặt, sửa chữa, thay thế, bảo trì, lượng nước xả lớn, chất liệu nhựa có độ bền cao, an toàn sức khỏe người dùng, nguyên lý việc nước được cấp vào thiết bị chứa. Mực nước sẽ lên cao dần khi chạm tới vạch giới hạn của vân phao, sẽ tự động ngắt nước khi mực nước tụt xuống, vạch giới hạn sẽ tự động mở nước và cấp nước trở lại nhá. Đây nó có cái chỗ lẫy này, cái vạch giới hạn này, khi mà nó vượt quá cái 1cm của cái này thì tự động nước nó sẽ ngắt, còn khi nào mà nó tụt xuống dưới 1cm là nước nó sẽ lại cấp lại nhá. Đấy, nó cũng nói chung nguyên lý động nó những hoạt động đúng như những cái van phao truyền thống kia, nhưng mà cái này nó thứ nhất là độ bền cao, mà thứ hai là nó dễ dàng lắp đặt, dễ dàng sử dụng nhá. Đây, bộ sản phẩm là nó sẽ gồm có là đi một cái van và một cái cút để các bác cho nước ra, điều chỉnh nước ra. Thì bên em sẽ có hai mã nhá, một mã phao đứng và một mã phao ngang. Đây em quay cho bác luôn này. Thì về các bác xem là cái bồn nước nhà mình lắp đặt ở cái vị trí nào, nếu mà các lắp đặt ở vị trí phao đứng xem nó phù hợp với vị trí phao nào được bác dùng phao đấy nhá. Thì đây, cái con phao đứng đây, con phao đứng của nó thì nó sẽ thẳng đứng như này. Đấy, nước nó sẽ thả xả thẳng này và nó sẽ sang ngang như này.
đấy nó gọi là phao đứng vì nó dạng nó thẳng đứng lên. Còn đây là cái con phao ngang nhá, đây là con phao ngang, con này sẽ đi nước theo cái chiều ngang, còn đây nó theo đi nước xuống theo cái chiều thẳng. Thì các bác về xem đây, em sẽ quay kỹ bác này, về các bác xem là nhà mình lắp đặt phù hợp với cái mã phao nào. Con này là phao ngang này, còn con này là phao đứng này. Đấy thì hai mã này thì sẽ bằng tiền nhau, chỉ có cái là về các bác xem là lắp đặt theo cái mã nào cho nó phù hợp với lại cái công năng và là cái chỗ các bác lắp đặt cho nó dễ thôi. Đấy thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái phao van phao tự động ngắt nước nhá, khi đầy. Đấy, giá của nó sẽ là đi 60k. Đấy, 60k một chiếc thôi nhá. Đấy, thì bên em đang có một mã phao là mã phao đứng. Đấy, mã phao đứng và một mã là mã phao ngang. Thì các bác lấy mã nào cứ báo em. Các bác cứ bảo là cho tôi một chiếc phao đứng tự ngắt. Giá sẽ là 60.000 thì em nhặt cho bác phao đứng. Còn các bác lắp ngang thì cứ bảo là cho tôi một chiếc phao ngang tự ngắt thì giá sẽ là 60.000 nhá. Đấy, 60.000 hàng của thương hiệu Sunnybank. Con này thì rất là bền luôn và dùng rất là hay nhá. Đây, con này là mã phao ngang này, nước nó sẽ chảy ngang này. Con này là mã phao đứng này, nước nó sẽ chảy xuống nha. Đấy thì hai con này về các bác xem lắp đặt nào thì các bác sử dụng nhá. Đó. Ở đây em sẽ quay bác một cái video test thực tế bác con này, rất ok luôn. Con này rất là tiện, nếu mà các bác không lắp đặt ở trong bồn các bác có thể lắp đặt ở xô này cũng rất là tiện luôn nhá con nhá. Đấy, đây ví dụ bình thường nhá, là nước đang vượt quá cái mức giới hạn thì nó sẽ tự động ngắt. Bây giờ em sẽ múc nước ra này. Đấy, em múc nước ra nhá. Các bác nhìn chú ý với cái đầu phao bắt đầu là nước chảy luôn này. Đấy, con thấy không? Nước chảy luôn nhá. Đấy, nước chảy ra rất là khỏe nhá. Các bác nhìn này, đấy, bắt đầu là nó bắt đầu đạt đủ mức giới hạn của nó, cái là nó tự động nó đẩy cái van nên sẽ tự động đóng nước luôn, rất tiện nhá. Đấy, ví dụ các bác lắp ở ngoài vườn được, mình lắp vào những cái xô như này này. Đấy. Đỡ phải ra khóa nguồn. Đó. Các bác thấy không? Đây. Đây em múc phát nữa nhá. Đây, múc cho nhiều nhiều này. Đó. Đây múc cho nhiều này. Đấy đây. Em múc rất là nhiều luôn nhá. Các bác nhìn nó chảy này. Đấy, nước chảy ra rất là đều, rất là khỏe luôn nhá. Nước chảy ra rất ok luôn và tự động ngắt rất chuẩn luôn. Đấy, đây nó buột rồi. Em test lại bác coi nhá. Đấy, nước tự động ngắt rất chuẩn luôn. Đó, nhìn này. Đó. Tự động ngắt luôn nhá. Rất hay luôn. Đấy, thấy không? Ngắt luôn này, thấy không? Chuẩn đét đẹt luôn nhá. Đây lại cho các bác xem một phát nữa này. Đấy, nước lại ra nhá. Bắt đầu cứ đạt đủ điểm cái là tự động ngắt nhá. Chuẩn bị ngắt này. Thấy không? Đó. Chuẩn bị ngắt luôn nhá. Đấy, rất ok. Rồi đấy, thực tế về cái sản phẩm đấy, em đã quay bác test thực tế bác rồi, rất ok luôn. Đây, lại một lần nữa nhá. Đấy, có nhìn này, chuẩn đét luôn. Đó, ngắt luôn, rất ok. Đấy, thực tế về cái sản phẩm đấy các nhá. Đó thì đấy, đấy là thực tế về cái sản phẩm em vừa test bác coi nhá, ngắt nước rất chuẩn luôn. Đấy, về các bác lắp vào cái bể nước nhà mình này, tự ngắt khi đầy này, rồi là bồn nước này, xô nước như em vừa test rồi, ok luôn nhá. Đấy thì tại em đã có hai mã là mã phao ngang và mã phao đứng, thì các bác cứ lấy mã nào báo nha, thì em bán đồng giá. Bán đồng giá các bác là 60.000 một cái nhá. Các bác cứ bảo là cho tôi một chiếc mã phao đứng này. Đấy thì là 60.000, mã phao ngang là 60.000, em quay cho bác này. Đây là con mã phao đứng này, đây là con phao đứng đây. Đấy, nó sẽ đứng thẳng như này. Còn đây là con phao ngang. Đấy các bác nhìn xem là lắp đặt vào cái vị trí nhà mình nó phù hợp với cái mã phao nào thì báo cho em nhé. Gen của nó toàn bộ là gen 21 nhé. Đấy, gen toàn bộ của nó gen 21. Đó. Sao dùng đồ gia dụng gia đình này. Đấy, lên mã em sẽ là cái hộp bàn chải vàng 8 cây nhau nhé. Lên mã em sẽ là cái hộp bàn chải 8 cây. Một hộp này sẽ gồm có 8 cây bàn chải. Đấy, hàng hãng này của Good Duck rất xịn sò luôn. 8 cây bàn chải nhé. Và cái bàn chải rất hay là thiết kế rất hay là nó sẽ có hai đầu. Đó đây, em lấy cho bác coi hai đầu. Một đầu là bàn chải bình thường. Đấy, một đầu là bàn chải bình thường, lông rất là mềm luôn, lông cực kỳ mềm, dùng rất thích nhá. Đấy, không lo nó bị sức lợi đau lợi nhá, lông rất mềm luôn. Và một cái đầu rất hay là một cái đầu để các bác dùng để cạo lưỡi nhá. Đây, nó thiết kế dạng silicone này, các bác dùng để vệ sinh cạo lưỡi cho em, rất ok luôn. Một hộp này sẽ gồm có là 8 cây. Đấy, một hộp này sẽ gồm có 8 cây, một đầu bàn chải và một đầu cạo lưỡi nhá. 8 cây bàn chải này, với mức giá thì em gửi bác giá thì siêu hạt rẻ luôn, em báo giá luôn nhá. Đó, giá luôn, giá nói chung là các bác nghe giá này sốc luôn. Lên mã thì em sẽ là cái hộp bàn chải 8 cây, hộp bàn chải 8 cây này, hộp bàn chải 8
8 cây. Đấy, 8 cây bàn chải nhá, và đi kèm là một cái hộp đựng này rất xinh, ok luôn. Giá của nó sẽ là 30.000 thôi các nhá. 30.000 một cái hộp bàn chải 8 cây này. Nó sẽ gồm có một cái đầu bàn chải và một cái đầu cạo lưỡi. Một cây là nó sẽ có hai đầu luôn. Đấy, các bác dùng được rất nhiều chức năng. Mà giá một cái hộp này chỉ có 30.000 thôi. Bình thường các bác mua nguyên một cái bàn chải không ấy, nó đã rơi vào còn tầm 10 đến 15.000 các bác mua cửa hàng. Ở đây là hai chức năng luôn, vừa cạo lưỡi vừa đánh răng, mà giá là một hộp 8 cây nó chỉ có 30.000 thôi nhá. Giá rất là hợp lý luôn. Nhiều bác hỏi là bên em còn cái chai xịt bôi trơn R7 không, thì bên em vẫn có hàng để phục vụ các bác nhá. Hiện tại bên em đang có hai mã, là một mã chai to và một mã chai nhỏ này. Thì em báo giá luôn, cái chai to này hiện tại bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là đi 50k. Đấy, 50k. Và chai nhỏ thì bên em đang gửi bác là giá là 35k. Nhiều bác cứ hỏi là bên em sao bán giá cao thế, cao so hơn với thị trường. Thì em báo luôn, hàng bên em thì hàng là hàng chuẩn chính hãng. Các bác cứ nhận hàng kiểm tra, hàng xịt nó có mùi thơm. Đấy, hàng xịt vào có mùi thơm. Đây, và hàng chuẩn chính hãng thì nó khác bọt ngay các bạn, chứ không phải là hàng vớ vẩn nhá. Đấy, chứ không phải hàng vớ vẩn, vì cái hàng R7 này, hàng nhái của nó cực kỳ nhiều luôn. Các bác cứ nhận hàng kiểm tra, so sánh hai chai các bác biết ngay. Và bên em bán cực kỳ nhiều rồi, chưa có bác nào chê cả. Và các bác nhiều bác còn gắn kết là mua, có những cái bác mua một lúc mười mấy chai luôn về các bác xài, rồi là cửa hàng hiệu giờ. Nhiều khi các bác bán những cái hàng linh tinh ấy thì rất là mất khách. Đấy, nên là bên em cũng không dám lấy những hàng linh tinh. Cam kết bác là hàng chuẩn chính hãng luôn. Đấy, thì ở đây giao diện của nó đây, nhìn nó cũng rất là thật luôn. Các bác cầm, các bác so sánh một cái chai hàng nhái thì nó khác hẳn luôn các bạn. Không được những cái logo rồi là những cái độ chi tiết sắc nét không mà nó đẹp được như cái chai chính hãng đâu. Đấy, và đặc biệt là một cái cách phân biệt rất dễ khi mà các bác nhận hàng, các bác cứ xịt chưa. Đấy, các bác cứ xịt được chưa. Các bác ngửi thấy nó có mùi thơm thì với là hàng chuẩn chính hãng nhá. Còn toàn bộ những cái hàng linh tinh không là có mùi thơm, mùi của nó rất là khét. Đấy, nhưng mà hàng này nó phải có, hàng có mùi thơm thì với là hàng chuẩn chính hãng nhá. Thì đây, cái chai này là khi mà các bác mua thì bên công ty sẽ tặng thêm là 50g này nè. Đấy, chai lớn tiết kiệm hơn này nè. Một chai này thì dung tích của nó sẽ là trọng lượng là 350g, tương đương với là 493ml nhá, 493ml. Đấy, cái chai này thì chức năng của nó là gì? Đấy, ví dụ như là những cái vị trí mà nó đang bị kéo kẹt, đang chưa được trơn tru thì các bác cứ xịt thẳng vào. Rồi là ví dụ những cái vị trí mà những cái con ốc các thứ là nó lâu ngày nó rỉ sét, các bác khó xoáy thì các bác xịt như này vào để cho nó bôi trơn đi. Đấy, để các bác về sử dụng nhá, dùng rất ok luôn. Chất bôi trơn đa dụng nhá, nó gọi là chất bôi trơn đa dụng R7. Cái chai này là khi mà mua thì tặng thêm 50g này. Thì chai này dung tích là chai lớn 493ml, tương đương với lại gần 500ml đấy. Em báo giá luôn là 50.000 chai lớn nhá. Còn chai nhỏ nhá, có nhá, chai nhỏ thì sẽ có giá là 35.000. Các bác nào dùng ít thì mua chai nhỏ được. Chai này thì sẽ có dung tích là 175g, tương đương với lại là 247ml. Đây là chai nhỏ, chai này tặng kèm thêm là 25g này. Giá sẽ là 35.000 một chai nhé. Đây là chai nhỏ. Đấy, thì hàng cam kết với các bác luôn là hàng chuẩn chính hãng của R7 nhá. Vì cái này hàng nhái rất là nhiều. Đấy, nên các bác cứ bảo là sao giá nó cao hơn một chút thì em nói luôn là hàng bên em hàng chuẩn chính hãng nhá. Hàng cam kết là chuẩn, hàng chuẩn chính hãng. Các bác cứ nhận hàng kiểm tra, xịt ra các bác ngửi đi mùi thơm. Với là hàng chuẩn chính hãng, còn những cái hàng khác ấy toàn bộ mùi nó rất là khét, khó chịu lắm, mà nó không xịt và nó không có tác dụng gì đâu các bạn. Xịt nó như nước mà. Đấy, xịt nó như nước nó không có tác dụng gì đâu. Đấy, nên các bác mua nói chung là giá nó cao một chút, chấp nhận giá nó cao một chút, nhưng mà là hàng nó chuẩn hơn. Đấy, hàng nó chuẩn, hàng ok nhá. Chai nhỏ, chai to là 50, chai nhỏ là 35. Các bác lấy chai nào thì báo nhau nhá. Xin chào bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh em. Tiếp tục với chương trình video thì em lên nhanh bác một số mã hàng bên em hàng vừa về xong này, và một số mã hàng bên em sẽ thanh lý xả kho. Đấy, để các bác dễ mua. Các bác xem video thì đừng quên ủng hộ em, xin nút like cũng như là một nút đăng ký kênh đón xem sản phẩm và video mới nhất của em. Và khi mà các bác mua hàng bên em thì nhớ giúp em là các bác mua hàng hóa đơn cứ từ 200 trở lên nhá. Đấy, mua từ 200 trở lên là bên em sẽ miễn phí ship cho bác rồi. Ngoài ra thì giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng các bác được kiểm tra và thanh toán nhá. Đó là em sẽ đi vào những cái mã hàng đầu tiên trong cái video ngắm này. Đấy, rất nhiều những mã hàng mới này, bộ dụng cụ sửa dụng cụ đồ nghề này, bình tông bộ quốc phòng này. Đấy, rồi là đèn tròn, quạt tích điện nhá, rất nhiều mã hàng mới luôn thì bác cùng đón xem. Đấy, thì xem ưng cái mã nào cứ liên hệ trực tiếp với em nhé. Số điện thoại em đang để trực tiếp ở trên màn hình, các bác cứ gọi theo hai số ở trên màn hình em đang gắn ở đây để em tư vấn và chốt đơn hàng. Đó. Rồi em lên nhanh bác một số cái mã hàng mới này. Đấy, mã đầu tiên thì em về được ít cái lô hàng bãi này, đó là cái hộp dụng cụ 11 món nhá. Các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái hộp dụng cụ 11 món, báo giá bác luôn 100.000. Lên mã giúp em sẽ là cái hộp dụng cụ 11 món hoặc là bộ V11 đều được. Đấy, 100.000 một bộ nhá.
một cái bộ này sẽ gồm có là 11 món nhá, 11 món để về cho các bác mình sử dụng gia đình này, anh em thợ thuyền dùng được hết luôn. Đó, ở đây nó sẽ có là một chiếc búa này, một chiếc cà lê này, mỏ lết này. Đấy, rồi là kìm nhá các bác nhá, kìm, một chiếc thước kéo rút 12 mét này, rồi là có dao giấy, bút điện, bộ lục giác này. Ở đây là có một cuộn băng keo điện và ba cây tô vít nhá, đựng trong một chiếc hộp rất ok nha. Đấy, khi mà các bác xài xong đó, đấy, các bác lại đóng hộp vào, các bác xách mang đi mang lại rất là tiện, hoặc là mình dùng gia đình, mình dùng xong cái là mình lại cất vào trong cái hộp này. Đấy, mình để nó gọn lên rất ok. Đến lúc mà các bác xài như này, đến lúc mà các bác kiếm đồ, các bác đi lấy đồ các thứ giờ các bác cũng dễ kiếm, dễ tìm, đỡ phải bình thường là các bác cứ xài một cái một, các bác cứ hay vứt linh tinh ấy. Đấy, đến lúc mà các bác dùng và các bác kiếm nó rất là khó kiếm, khó dùng. Đấy, đến lúc mà các bác tìm nó rất là mất công, nhưng mà khi mà các bác xài cái bộ này đấy, thì mình cứ dùng đến bộ chi tiết nào mình lấy chi tiết đấy, khi nào dùng xong là các bác lại bỏ vào trong cái chỗ đấy luôn. Đấy, nó khớp vào vị trí luôn nhá, kìm này, mỏ lết, rồi là búa đinh này, đấy, thước này, dao giấy, tô vít, cái này là cái cây bút điện này, tô vít này, lục giác, băng keo điện, đầy đủ hết luôn. Đấy, về các bác nói chung là bộ này xài gia đình này, anh em thợ thuyền đấy, dùng những công việc đơn giản dùng bộ này thì quá hợp lý rồi. Đấy, mà giá nó bình dân, nó chỉ có 100.000 bộ này. Hàng này là hàng bên em ôm lô, hàng thanh lý siêu thị Nhật, rất là xịn sò, hàng bãi Nhật nhá. Hộp dụng cụ 14 món nhá, và lên mã như cái bộ V11 nhá, báo giá bác luôn là 100.000 bộ này. Đấy, 100.000 bộ này sẽ gồm có là 11 món nhá, gồm có 11 món, đựng trong một chiếc hộp rất là xinh nha. Đấy, về các bác sử dụng xài rất ok luôn. Bộ hộp dụng cụ 11 món 100k một bộ nhá, chỉ có 100.000 thôi. Đấy, hộp hiếc ngon lành hết luôn nhá nhá. Đấy, nguyên cái hộp này các bác về các bác đựng đồ đạc đây rất là giá trị rồi, lại cần đồ những cái chi tiết bên trong nữa là dùng là quá thoải mái luôn, mà giá nó chỉ có 100.000 thôi. Về dùng gia đình này, cần cái là mình có mình dùng luôn, đỡ phải đi mượn đi mõ, hoặc là ví dụ như là mình cần cái mình có mình sửa luôn. Đấy, nhiều khi cứ phải gọi thợ thiếc nó mất công. Đấy, có cái những cái đồ đạc này mình xài, mình dùng, mình xoáy, mình sửa thứ là có cái mình xài luôn nhá. Đó, 100k lên mã giúp em sẽ là cái hộp dụng cụ 11 món nhá, V11 100.000 bộ. Dạ, và thiết thì lên luôn cho bác một cái mã hàng cũng rất hay, sử dụng trong nhà bếp thì rất hợp lý này. Đó, lên mã em sẽ là cái bộ nạo 14 món nhá, bộ nạo 14 món em báo giá luôn 90.000 một cái bộ này. Đấy, 90.000. Đấy, 14 trong 1 này, bộ nạo 14 món nhá, 90.000 một bộ này các bác nhá. Bộ này thì rất hay, các bác xài nhà bếp này rất là tiện luôn. Đấy, nó sẽ gồm có ví dụ như là bào, các bác bào sợi này. Đấy, rồi là bào dạng hạt lựu này. Đấy, hạt lựu cắt là hạt lựu nhá, khuôn cắt hạt lựu rất ok luôn, đầy đủ luôn. Có cả cái lọc lòng trắng trứng này. Đấy, rồi là cái khuôn cắt hạt lựu to, khuôn cắt hạt lựu nhỏ này. Đấy, các bác về các bác xài, các bác có thể lắp sang những cái khuôn khác được. Đây, ví dụ như em đang lắp cái khuôn này là khuôn to này. Đấy, còn nếu mà không dùng khuôn to, các bác có thể lắp vào đây để các bác lắp thành cái khuôn nhỏ này. Đấy, sau đó các bác cho một cái quả gì vào đây chứ? À, này. Đấy, cho một cái quả gì vào đây. Đấy, và các bác xài, các bác lắp xem cái này vào. Đấy, và khi mà các bác sử dụng, các bác ấn nó xuống. Đấy, ấn nó xuống là nó sẽ sập xuống. Và lúc nào mà không dùng cái này thì các bác có thể là mở cái này ra. Đấy, sau đó các bác đậy cái này lên và các bác cho đây. Đấy, ví dụ như là các bác có khoai tây, các bác muốn bào lát, các bác cứ cho đây, các bác trượt đi. Đấy, các bác trượt đi trượt lại là nó sẽ nạo và nó sẽ rơi xuống đây luôn. Ở đây thì nó sẽ thiết kế là một cái khay đựng nha, và một cái rổ lưới nha. Đấy, để ví dụ các bác dùng, các bác sử dụng, các bác mang ra các bác rửa ráy trực tiếp luôn, rất tiện dụng nha. Đây là cái ghim giữ. Ví dụ bình thường là các bác hay nạo, các bác sợ đứt tay ấy, thì các bác cho ghim cái miếng bào, các bác ghim vào đây. Đấy, và các bác cho đây. Đấy, cho đây là các bác cứ thế là các bác. Như này các bác đào này. Đấy, rất tiện dụng luôn các bác nhá. Đấy, một bộ này thì rất nhiều những cái kiểu bào nạo khác nhau. Đấy, hoa huyết các thứ này, bào hạt lựu đầy đủ này. Một bộ này là 90.000 nhá, 90.000. Các bác cứ lên mã nha, sẽ cái bộ bộ nạo 14 món nhá. Đấy, bộ nạo 14 món, 90k một cái bộ nạo các bác nhá. 90k một bộ. Rất là hay, về dùng nhà bếp rất tiện dụng luôn. Đây, các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Thật là không thể tin được các bác ạ. Em vừa mới lên TikTok săn một bộ nạo dụng cụ đa năng như này mà giá chỉ có mấy chục nghìn thôi, lại còn được free ship. Đấy, các bác nhìn thấy em nạo rất là nhanh nha. Đấy, khoai này, thái được ra này. Đấy, các miếng mỏng dính như này thì là thái bình thường ấy, cái tay mình thái bình thường ấy, làm sao mà nó mỏng như này ạ? Đây, 14 chi tiết nhá. Đây, bao gồm này, ba cái để mình thái hạt lựu, thái hạt lựu to, lựu nhỏ này, hai cái để mình thái sợi, sợi to, sợi nhỏ, một cái để mình lấy lòng trứng này, một cái để mình thái hoa như này. Đấy, các bác nhìn xem đẹp cực kỳ, mỗi lần chiên rán lên chẳng không bắt mắt ạ. Mà cái bộ nạo của nhà em nhá thì được làm từ nhựa ABS,
rất là dày dặn chứ không phải là cái hàng trôi nổi mọc dính ở ngoài chợ đâu ạ. Khi mua về nha mọi người còn được kèm thêm một cái ở phía dưới này, một cái bộ rổ như này, mỗi một lần mình thái xong này mình có thể mang đi rửa trực tiếp luôn, tiện cực kỳ. Đây ở phía cuối này, nếu như mình nạo ấy ở phía cuối ấy, thì mình rất sợ nó bị nạo vào tay đúng không ạ, nhưng mà cái bộ này của nhà em thì nó kèm thêm một cái để mình rũi vào đấy, mình rũi được cái củ quả vào đây này, xong bắt đầu mình lia đấy, tiện cực kỳ và dễ đơn giản đấy, chỉ có mấy chục nghìn thôi, còn được phơi đi ship đến tận nhà. Em để giỏ hàng ở chỗ bốc xám gì nhau bác nhá, xong ạ. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá, một bộ nạo rất đa năng luôn, về các bác bào nạo rau củ quả này, thái lát này, rồi là tạo hoa, rồi là thái hạt liệu các thứ này. Đấy các bác cho cái lưỡi này vào, cái lưỡi rất là sắc luôn. Đấy, các bác thái hạt liệu các thứ, các bác về các bác lắp đặt vào xài, mình dùng cái loại nào thì các bác lắp vào đấy. Ở trên này thì là cái dạng bào lát bào hoa, còn đây là cái khuôn để các bác dùng để các bác cho cái khuôn này vào để các bác thái hạt liệu. Đấy, các bác cho rau củ đây, các bác sập xuống cái thế là nó sẽ tuồn ra cái dưới này, thế là ok, xong rất ok. Đấy, một bộ này rất chắc chắn luôn, bằng nhựa ABS cao cấp nhá, chắc chắn ok, giá thì bình dân thôi, 90.000 nhá, bộ nạo 14 món 90.000 một bộ. Tiếp theo thì về tiếp cho bác cái mã hàng, đó là cái bình tông của Bộ Quốc phòng này. Đấy, báo giá bác luôn 110.000 một cái bình tông thôi nhá. Đấy, về các bác đựng nước, đựng rượu, đi làm, đi chơi rất tiện dụng luôn. Đấy, 110.000 một cái bình tông 2 lít nha, dung tích của nó 2 lít nhá, bình tông của Bộ Quốc phòng nhá. Đấy, hàng thanh lý, hàng tồn kho của Bộ Quốc phòng CCCP này. Đấy, các bác nhìn cái biểu tượng là biết luôn này. Đấy, biểu tượng hình búa liềm này. Và cái bình này thì sẽ gồm là một thân bình này, một thân bình đi kèm là một cái bao đựng bằng da nhá. Đấy, đằng bằng da có cả dây đeo luôn, rất xịn sò, ok nha. Đấy, đây là cái bao da để đựng này. Đó, bao da đựng, còn đây là cái bình này. Bình thì chất liệu bằng inox 324, dày dẫn chắc chắn cực kỳ luôn. Đấy, nó thiết kế theo cái dạng bình tông nhá. Đấy, su 324 chắc chắn ok. Đây là cái phần nắp của nó này. Đấy, cần nắp của nó nhá. Nắp của nó làm kiểu dạng nắp chống bị rơi mất nhá, rất là cẩn thận luôn. Đấy, thiết kế rất ok. Đấy, lúc nào dùng thì các bác mở ra, dùng không dùng các bác đậy vào, kín đáo ok luôn. Các bác đựng rượu này, đựng nước này, đựng dung dịch các thứ này. Đấy, mang đi chơi. Cái này thì chủ yếu các bác hay đựng rượu. Đấy, đựng rượu mang đi nhậu rất hợp lý luôn. 2 lít. Đấy, làm mỗi bác một cái xị này là đúng bài luôn. Đấy, về các bác đấy có cái bao da này, đựng vào nhìn nó khác bọt hẳn này. Đó. Đây, có cúc lẫy cài ok. Dây đeo ngon lành nhá. Đấy, bình tông của Bộ Quốc phòng nha các nhá. Bình tông hàng thanh lý ôm tồn kho thanh lý của Bộ Quốc phòng CCCP này. Đấy, búa liềm này. Đó, chỉ có 110.000 một cái thôi nhá, 110.000. Lên mã giúp em sẽ là cái bình tông 2 lít nhá, 110k một cái, bao gồm là một cái bao da bên ngoài và đi kèm là cái bình bên trong. Đấy, một bộ này là 110k, dung tích của nó sẽ là 2 lít các bác nhá. Tiếp theo thì đây, nhiều bác hỏi cái mã hàng quạt cốc này. Đấy, đi tiếp tục hàng về nhá, quạt cốc tiếp tục hàng về. Giá rất hạt rẻ bình dân thôi. 330.000 một cây. Bao ship cho bác luôn. Đấy, lên mã giúp em sẽ là cái quạt cốc này. Quạt cốc tích điện nhá, quạt cốc tích điện đó, 330k các bác xài bao ship luôn. Các bác xài trong những cái dịp mà mất điện mất đóm này, mình làm một cái quạt dự phòng hoặc là đi chơi đi du lịch. Đấy, mình cần một chiếc quạt di động mang đi mọi lúc mọi nơi, nhỏ gọn tiện lợi, dễ sử dụng mà rất là mát luôn, thì các bác xài là rất tiện dụng. Bộ sản phẩm sẽ gồm có là một thân quạt này, phần lồng toàn bộ và phần cánh, rồi là phần củ quạt các thứ này, chân đế toàn bộ thiết kế bằng nhựa bằng thép các bác nhá. Đấy, bằng thép rất cứng cáp rồi dẫn luôn. Phần lồng này thiết kế rất cứng cáp này. Con này thì quạt của nó sẽ là được quạt 8 inch nhá, quạt 8 inch. Lấy cái thước. Đi kèm thì sẽ có cho bác là một viên pin. Đấy, một viên pin. Chân pin của nó sẽ là chân pin phổ thông, chân pin Makita nhá. Nên là về các bác nào mà có pin, cái pin Makita các bác cũng có thể xài chung được luôn. Đấy, xài chung được luôn. Và đi kèm cho bác là thêm cho bác là một cái củ sạc. Đấy các bác nhá, củ sạc này. Thì khi mà hết pin thì các bác cắm vào đây. Đấy, và các bác cắm trực tiếp vào điện 220 để các bác sạc cho viên pin này. Đấy, còn lúc nào mà mình không sạc thì mình cắm vào đây cho. Đấy, cắm vào đây. Đó, sau đó các bác bật lên này. Đó, bật lên các bác chạy thôi. Công tắc đằng sau đây. Đấy, quạt chạy và phà luôn. Đấy. Cái này em cứ hay gọi là máy bay phản lực đã về các bạn. Đấy, máy bay phản lực hàng đã về này. Đấy, chạy đúng như là động cơ phản lực luôn, rất khỏe nhá. Đấy, nhỏ nhỏ thôi nhưng khỏe lắm. Con này nó chạy bằng cái motor 775. Đấy, động cơ không chổi than mà. Rất mát, chạy êm mà bền các bạn. Đấy, mà rất là khỏe. Đấy đây. Chạy phà phà luôn này. Mát dã man luôn. Đấy, cái này khoảng cách các bác quạt ở tầm mét hơn mét mà cái độ quạt tới nó cũng thoải mái luôn. Đấy, đây rất ok, tiện cực kỳ nhá. Đấy, tiện cực kỳ. Đấy, mình cứ để trên bàn này các bác quạt có thể điều chỉnh cục lên cục xuống luôn.
Đấy, điều chỉnh cụp lên này, ngửa lên này. Đấy, ngửa lên. Cụp xuống ok luôn, rất chắc chắn nhá. Đấy, đây. Đây em sẽ đo cho bác về cái phần kích thước này. Con này thì cái phần đường kính của nó sẽ vào là 21 cm. Đấy, nó khá là to. Về các bác xài quá khá là ok. Đấy, rất là mát luôn các nhá, rất mát luôn. Đây. Đấy. Chạy phà phà luôn này. Đấy, quạt khỏe lắm ạ. Quạt khỏe lắm. Đấy. Cứ bóng căng phồng luôn này. Đây này. Đấy, quạt chạy phà luôn. Nói chung là khá là mát đấy nhá. Đấy, về chống cháy trong những trường hợp mất điện, mất đóm hoặc là mình đi du lịch, đi picnic, đi chơi. Đấy, mình có cái con này rất tiện dụng luôn. Đấy, hoặc ví dụ các bác để lên xe ô tô cũng được. Để xe ô tô nào không có điều hòa thì mình vứt con quạt lên được. Đấy, cần thiết lúc nóng quá mình quạt luôn, quá ok luôn, mát lắm. Cái sải cánh khá là to nên rất là mát. Đó, và cái sử dụng cái chân pin sẽ là cái chân pin phổ thông, chân pin Makita. Nên là các bác ví dụ như là các bác có những cái pin máy khoan Makita các bác lắp đây là xài chung được luôn này. Đấy, xài chung luôn. Còn đây là cái cổng sạc của nó, đi kèm thì sẽ có là một cái củ sạc nha. Đấy, thì chọn nội bộ này là bao gồm là cả quạt, cả pin, cả sạc luôn là 330.000 nhá, 330.000 và bao ship cho bác luôn. Cứ lên mã giúp em sẽ là cái quạt cóc tích điện nhá. Đấy, quạt cóc tích điện. Có tích điện luôn là 330k bao ship. Bình thường là các bác ra thị trường ấy, các bác mua cho em một viên pin ấy thì nó đã trên dưới là hơn 300.000 rồi. Đấy là pin bình thường ấy. Ở đây các bác mua là chọn bộ luôn là cả sạc, cả pin, cả quạt mà giá nó chỉ có 330.000 thôi là các bác thấy giá nó rất là hợp lý rồi. Giá nó rất là dễ mua rồi. Đấy, giá rất dễ mua rồi. 330k nhá, quạt cóc tích điện nhá, quạt cóc tích điện 330k một cây, bao ship tận nhà luôn. Bình xịt nhớt thì bên em hàng lại về nhá. Và giá thì bên em vẫn đang bình ổn các bác luôn là 40.000 một cái bình xịt nhớt này. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái bình xịt nhớt này. À, 40k. Đấy, 40k một cái bình xịt nhớt của thương hiệu Kabushi. Đấy, Kabushi Japan. Thương hiệu chuyên về đồ kim khí, đồ đồ nghề nhá, rất nổi tiếng rồi. Đấy, hàng của Kabushi rất ok luôn. 40k một cái bình xịt nhớt này. Chất liệu thì bên thân dưới của nó sẽ là kim loại nhá. Trên này thì là nhựa ABS cao cấp này, phần tay bóp này thì cũng là kim loại luôn này. Còn rất là hay nữa là thiết kế rất hay và thông minh. Đó là cái phần đầu này, nó có thể bẻ đi bẻ lại, uốn cong được. Đấy, đặc biệt là những cái chỗ vị trí khó là các bác có thể luồn lách, các bác bẻ cong như này, các bác vẫn có thể xịt nhớt được không nhá. Đấy, và cái lực phịt nó rất là khỏe luôn. Lực phịt tay bóp này thôi nhưng rất là mạnh nhá, lực phịt ra rất là mạnh luôn. Đấy, thì các bác về các bác châm dầu, châm nhớt vào đây này. Đấy, rồi ví dụ các bác hay làm thợ thuyền, thợ máy may này. Đấy, các bác về châm dầu, châm nhớt đây nhá, châm dung dịch đây. Sau đó là các bác xoáy nó vào, xoáy chặt nó vào. Đấy, và các bác cứ thế các bác bóp ra thôi. Đấy, để các bác bơm dung dịch, bơm dầu, bơm nhớt rất tiện dụng luôn. Các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái bình xịt dầu, xịt nhớt nhá. 40.000 một cái bình xịt dầu nhớt này. Và cái phần tay, phần đầu của nó có thể bẻ cong đi các vị trí khác nhau nhá. 40k một cái. Thiết kế rất chắc chắn luôn. Cái con này rất hay là nó thiết kế cái dạng chống tràn, cái phần nóc của nó chống tràn nhá. Bình thường là các bác để này, ví dụ các bác có bị đánh đổ để ngang này thì không bao giờ nó bị chảy được nhá. Nó thiết kế dạng chống tràn, nó rất là kín luôn. Đấy, các bác để này thoải mái, không bao giờ nó bị đổ luôn. Đấy, thiết kế chống tràn nhá, ok. 40k nhá, 40k một cái bình xịt nhớt này. Đấy, 40k một cái bình xịt nhớt, phần đầu vòi có thể bẻ cong, uốn cong rất tiện dụng nhá. 40k một cái. Cái dây sạc ba đầu này thì bên em tiếp tục hàng về này, báo giá bác luôn. Bên em đang gửi bác giá một cái dây sạc ba đầu này là 40.000 một cái nhá, 40.000 một cái dây sạc ba đầu nha. Đấy. Lên mã em sẽ là cái dây sạc ba đầu nhá. Về các bác sạc được rất là nhiều thiết bị khác nhau luôn. Đấy, sạc cho Samsung, iPhone, Oppo, Lenovo rồi là răng Lover các thứ rồi. Đấy, rất nhiều những thiết bị khác nhau luôn. Đây, phần cổng vào nó sẽ là cái đầu USB và cái phần cổng ra của nó thì sẽ có là ba đầu nhá, ba đầu. Một cái đầu tiên là cái đầu Lightning này, chân này thì dành cho chân iPhone, thiết bị cho iOS iPhone này. Một cái chân thứ hai là chân Type-C. Chân Type-C thì bây giờ rất nhiều thiết bị nó dùng chân Type-C này rồi. Đấy, đặc biệt là cho các bác sử dụng máy Samsung. Đấy, các bác xài cái chân này. Và một cái chân nữa đó là cái chân Micro USB. Chân này thì chuyên dùng cho Samsung đời cũ nhá. Đấy, Samsung đời cũ thì hay dùng những cái chân cổ này. Đó là cái chân Micro USB thì các bác xài chân này cho em. Nói chung là các bác mua một cái dây này, này thì các bác xài được rất nhiều, sạc được, sử dụng được rất nhiều những thiết bị khác nhau luôn. Đấy, Samsung, iPhone các thứ rồi. Đấy. Về các bác sử dụng sạc đa năng cho rất nhiều thiết bị khác nhau nhá. Đấy, thì giá nó bình dân thôi, 40.000 một cái dây này. Thì toàn bộ cái dây này thì chất liệu đó được là bọc một lớp silicone.
chống gập chống gãy nhá, siêu bền luôn. Các bác xài con dây này thì chắc là siêu bền rồi, không biết đến bao giờ mới hỏng luôn, chắc là không phải nghĩ luôn ấy. Không biết bao giờ phải mua dây sạc khác luôn. Các bác nhìn cái phần đầu nó này, thiết kế silicon đúc đặc luôn, và đây là con bo được một cái lớp kim loại bên ngoài. Đấy, chống gập chống gãy nhá, kể cả cái phần đầu dây này đấy, nó bo kim loại hết luôn, chống gập chống gãy nhá, rất bền luôn. Các bác xài con này thì nói chung là không biết đến lúc nào mới hỏng luôn. Đấy, các bác nhìn này, em bẻ thoải mái này, không mà nó bị gập luôn. Đấy, thấy không? Vì cái phần đầu silicon này, nó cái dây silicon nó rất là dày, rất là to luôn. Đó. Lên mã anh em sẽ là cái dây sạc ba đầu nhá, dây sạc ba đầu. Bên em đang gửi bác một cái dây sạc ba đầu này, giá sẽ là 40.000 nhá. Dây sạc cam nhá, dây sạc cam ba đầu. Sạc ba đầu, sạc rất nhiều những cái kiểu điện thoại khác nhau nhá. Đấy, 40k một cái dây sạc này. Lên luôn cho bác đó là cái dập ghim của Penco đây. Đấy, dập ghim của Penco em báo giá luôn là 35.000 bộ này. 35.000 bộ này sẽ gồm có là một chiếc ghim nhá, một chiếc dập ghim như này, một chiếc dập ghim này rất chắc chắn, hàng của Penco rất là xịn rồi. Đấy, một chiếc dập ghim nha. Đấy, các bác về cho ghim vào các bác dập. Đấy, và đi kèm là hai hộp ghim. Đấy, hai hộp ghim này, hai hộp ghim luôn. Là một bộ này là 35.000 nhá, một bộ này là 35.000, rất xịn sò. Đấy, về các bác ghim giấy, ghim tờ, ghim tài liệu. Nói chung là rất là cần đấy các bác nhá, rất là cần. Đấy, rất là cần. Nói chung là tiện lắm. Các bác về tiện cái các bác ghim đây. Đấy, con này ghim cực kỳ ngọt luôn. Đấy, kể cả những cái dạng mà nhựa cứng này là nó phập phát một này. Con nhìn này. Đấy, thấy không? Phập phát một luôn này. À, đấy, phập phát một luôn, rất là ngọt. Cái này em xài mà nên em thấy ok, mà giá hợp lý thì lấy về bán cho bác này. Đấy, thấy không? Dập vào cái là chắc chắn ngon này luôn. Đây, đấy, bóp ngon này, bóp phát nào ra phát đấy luôn, chắc chắn ok. Đấy, thấy không? Rất ok, cái này em đang xài đây. Hộp dập ghim Penco nhá. Đấy, cứ lên mã em sẽ là cái bộ dập ghim. Đấy, cái dập ghim Penco 35.000 là bao gồm là một chiếc ghim và có đi kèm cho bác là hai hộp ghim này nữa, hai cái hộp ghim này là 35.000. Đấy, còn nếu mà các bác muốn mua thêm cái hộp ghim để các bác dập ấy thì một hộp nhỏ này này bên em đang bán lẻ cho bác là 5.000. Nếu các bác muốn mua thêm nhá thì đây, một hộp ghim này là 5.000 này. Đấy, đấy là các bác muốn mua thêm. Còn bên em bán là trong bộ là nó sẽ có sẵn hai hộp rồi, thì nếu mà các bác nào dùng ít thì mình mua một bộ này về cũng dùng thoải mái thôi. Còn nếu các bác nào dùng nhiều hoặc là muốn mua thêm thì đang bán lẻ một hộp như này là 5k này. Đấy, đang bán lẻ một hộp như này là 5k này. Đấy, còn là mua thì cứ một bộ này là 35.000 nhá. Đấy, đây ghim lại các con, rất ngon lành luôn nhá. Đấy, ngọt dẻo luôn này. Đây, đấy, cứ dập phát nào là ăn phát đấy luôn. Đấy, thấy không? Rất ok. 35.000 các bác nhá, 35k dập ghim Penco 35k. Còn mua thêm hộp ghim lẻ thì đang bán cho bác là 5k một hộp nhá. Đấy, đang bán lẻ một hộp ghim lẻ là 5k một hộp. Sản phẩm tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái bát úp mì 30.000 một bát nhá. 30.000 một cái bát úp mì nha. Đấy, 30.000 một cái bát úp mì rất là hay. Về các bác chuyên dùng thì các bác úp mì. Đấy, úp mì, úp nước các thứ rồi. Các bác pha mì vào đây nhá. 30k một cái bát nha. Đấy, pha mì hoặc là các bác đựng canh, đựng riêu thứ vào đây. Nó khá là tiện luôn. Đấy. Con này thì nó sẽ gồm có là một cái thân này, đi kèm là một cái nắp này. Đấy, nắp đậy rất là kín luôn. Đấy, đây các bác nhìn này, nắp đậy rất là kín. Đây. Đấy, các bác phải thoải mái không ra luôn này. Nắp đậy cực kỳ kín luôn nhá. Đấy, và đây nó có cả cái phần cái quai cầm của các bác rút ra rút vào nó dễ này. Đấy, các bác đựng những cái đồ nóng ở đây này. Đấy, đồ nóng ở đây hoặc các bác úp mì. Đấy, cho cái vắt mì, gói mì đây. Đấy, các bác úp mì các bác ăn rất tiện dụng luôn, nhỏ gọn xinh xắn. Đó, hoặc là ví dụ như là mình có những cái đồ ăn các bác cần bảo quản mà muốn đậy vào cho nó đỡ những cái con các thứ là nó bô vào thì các bác lấy này, các bác đậy vào ok. Nói chung là đựng đồ ăn nước uống rất sạch sẽ ok luôn. Rồi đó, úp mì nhá, úp mì rất là tiện luôn. 30.000 thôi. Bên vỏ ngoài, bên ngoài thì sẽ là nhựa AMS cao cấp, bên trong thì là inox 3x4. Đấy, bóng sáng đẹp luôn, chất lượng. Đây là phần nắp vung này. Ok luôn. 30k nhá, 30k. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái bát úp mì nhá. 30.000 một cái bát úp mì này. Con này dung tích chắc là khoảng tầm nửa lít nhá, khoảng tầm 500ml. Đấy, nửa lít nó khá là to đấy. Thoải mái các bác xài luôn. Bát úp mì nhá. 30.000 một cái. Đấy, 30.000 một cái, đẹp chất lượng, chắc chắn lắm. Tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái đèn D6, một cái mã đèn mới bên em cũng vừa về xong. Báo giá bác luôn 70.000 một cái đèn này, giá siêu hạt rẻ luôn. Cứ lên mã nha, sẽ là đèn D6 hộp xanh nhá, đèn D6 hộp xanh là 70.000 một cái đèn nha. Một cái đèn như này thì sẽ gồm có là nó sẽ nguyên hộp nha các bác nhá. Nguyên hộp nha, rất chắc chắn, chất lượng, đóng gói rất ok. Sẽ gồm có là một thân đèn này. Đấy, một thân đèn. Đi kèm cho bác là một viên pin 18650.
đây này, để em lấy bác coi một viên pin 650 này, một thân đèn và có đi kèm với bác là một cái cục sạc pin. Đó, một cục sạc pin bình thường là các bác mua nguyên cái cục sạc pin ở ngoài thị trường ấy, nếu mà một cái cục sạc một này thì giá nó cũng phải rơi khoảng tầm là đi 4-5 ngàn một cái cục sạc pin 18650 nhà rồi. Đấy thì các bác mua cả bộ là cả sạc, cả pin, cả đèn luôn mà giá nó chỉ có là 70 ngàn thôi. Giá nó siêu hạt rẻ luôn. Bên em bán cho bác cái mức giá này để các bác rất là dễ mua rồi. Đấy, đèn D6 nhá, lên mã nhá, sẽ là đèn D6 hộp xanh. 70 ngàn một cái đèn D6 hộp xanh này. Đấy, đèn D6 nhá, đèn D6 hộp xanh là 70k. Đấy thì về thì các bác sử dụng được, các bác tháo cho nắp đít này ra này. Đấy, lắp cho em viên pin vào, cho cái đầu dương vào trước nhá, cho cái đầu dương này vào trước này. Đấy, cho đầu dương vào trước. Đó, sau đó các bác đậy vào. Đó, đậy nó vào và các bác xài, các bác sử dụng thôi. Đấy, các bác nào mà thích cái sự nhỏ gọn, tiện lợi, đấy các bác mua cho em cái con đèn này. Đấy, rất nhiều chế độ sáng luôn này. Một này. Đấy, sáng nhất này, sáng vừa này. À, sáng vừa nữa này, sáng nháy cảnh báo SOS này. Đấy, rất ok luôn, rất nhiều chế độ sáng nhá. Và nó rất là nhỏ, nó chỉ vừa vào cái bàn tay nha. Đấy, nó rơi khoảng tầm là đi con này chắc nó rơi vào tầm chắc khoảng tầm 15 phân. Nó cũng khá là nhỏ gọn. Đấy, và nó có cả cái chế độ chỉnh pha nhá. Đấy, các bác muốn sáng nó tập trung, sáng nó xa thì các bác chụm cái pha này nó vào. Đấy, còn nếu các bác muốn mà sáng nó rộng ra, ánh sáng rộng ra thì các bác rút cái điều chỉnh cái phần khớp nối này. Đấy, nó có khớp nối này. Các bác cứ kéo ra rút vào thì nó sẽ điều chỉnh nhá. Đấy, rộng ra sáng vào các bác điều chỉnh cho em cái pha này. Còn nếu mà mỗi lần các bác muốn sạc pin thì các bác tháo cho nắp này ra. Đấy, tháo cái nắp này ra. Các bác lắp pin vào đây. Đó, lắp cho em đúng đầu nhá, đầu dương và dương âm âm lên nó có biểu tượng này, lắp đúng đầu vào đấy nó sẽ báo đèn này. Các bác cắm trực tiếp vào điện 220 là các bác sạc nhau thôi. Đấy, nên là em bảo sao là, nên em vừa nãy em nói các bác là bảo sao là mua nguyên cái đèn này, mà các bác mua nguyên cái sạc mà nó rơi khoảng tầm 30-40 nghìn nếu mà bình thường các bác mua ấy. Đấy, còn đây khi mà mua thì nó sẽ có kèm luôn các bác cả sạc luôn, là nguyên cái sạc đã rơi khoảng tầm 40 nghìn rồi, tính ra 30 nghìn cái đèn này nó quá là rẻ ạ. Đấy, quá là rẻ luôn. Đấy, và đấy thì bên em bán cả bộ này là 70 ngàn, là bao gồm là một thân đèn, một pin 18650 nhá, và một sạc pin 8650, thì một bộ này là 70 ngàn. Lên mã giúp cho em sẽ là đèn D6 hộp xanh đó, 70k một bộ này. Và ngoài ra nếu mà các bác muốn mua thêm pin 18650 ấy, muốn mua thêm cái viên pin để các bác dự phòng cho cái đèn này, thì bên em đang bán cho bác một viên pin như này với mức giá là 20 ngàn một viên nhá, 20 ngàn một viên nếu mà các bác muốn mua thêm. Còn nếu mà trong này nó có sẵn pin rồi thì các bác dùng ít thì mình có thể dùng một viên lại được. Còn nếu mà các bác nào dùng nhiều muốn mua thêm thì bên em đang bán lẻ một viên pin dự phòng nha, thì sẽ có giá là 20k nhá. Đấy thì các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái pin 18650. Đấy, để các bác mua về dự phòng cho cái đèn này thì là 20 ngàn một viên. Còn nếu mà mua nguyên đèn thì là 70 ngàn. Và trong đèn nó sẽ có sẵn pin rồi. Đấy là 70 ngàn. Thì các bác cứ lên mã cho em sẽ là đèn D6 hộp xanh. 70 ngàn, bao gồm là cả thân đèn, cả pin, cả sạc luôn là 70 ngàn, chọn bộ luôn các bác nhá, chọn bộ luôn là 70k. Nói chung là bác nào thích cái sự nhỏ gọn này, tiện dụng này, mang đi du lịch này, đi công tác này, đi chơi này, sử dụng ở nhà này, hoặc là ví dụ các bác bảo vệ này, hoặc là các bác hay đi soi xét ví dụ những cái đồ cổ các thứ rồi rồi là ví dụ xem đồ xem đạc giờ cần những cái con đèn nó nhỏ gọn. Đấy các bạn, để các bác soi những cái chỗ nhỏ nhỏ thôi. Đấy các bác mua cho con đèn này rất là tiện dụng luôn. Đó, rất tiện dụng luôn. 70k nhá, đèn D6. Đèn D6, đèn D6 hộp xanh 70k một bộ. Đây hôm nay bên shop về một cái lô quạt rất là hay, đó là cái quạt quạt cóc tích điện nhá. Các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái quạt cóc tích điện. Nó là dạng nhỏ nhỏ mini các bạn, nhưng mà rất mát nhá. Rất mát, đây em sẽ đo cho bác về kích thước này. Con này nhỏ nhỏ thôi nhưng mà rất là mát nhá. Đấy, hàng của nó sẽ là hàng 4 cánh, cánh bằng thép, lồng bằng thép luôn. Sử dụng pin sẽ là pin chân pin phổ thông, chân pin Makita nhá. Đấy, hàng 10 sao pin. Ngon lành, chất lượng. Đây. Chiều cao của nó sẽ là 32 này, phần đường kính lồng của nó sẽ rơi vào là 22 cm nhá, 22 cm. Đấy cũng khá là nhỏ nhắn xinh xắn nhưng mà cũng rất là mát luôn. Đấy, đây công tắc đây, các bác cứ bật lên là quạt chạy thôi. Đấy, quạt chạy cực kỳ mát luôn, cái tầm mát nó cũng rất là xa nhá. Đấy, tầm mát rất là xa. Em báo giá luôn này, 330 ngàn một chiếc quạt này, bao ship cho bác luôn, sẽ gồm có cho bác là một thân quạt này. Đấy, một thân quạt, đây là thân quạt này. Đấy, thân quạt sử dụng motor là motor 75 không chổi than nhá, rất bền êm. Cái dòng không chổi than này các bác xài yên tâm là nó rất là bền. Đấy, rất là bền mà nó chạy nó rất là êm và khỏe. Và thứ hai là pin của nhá, pin. Đấy, hàng pin to nhá, pin 10 cell luôn, rất chất lượng. Pin 10 cell thì dung lượng nó
thoải mái các bác xài khoảng tầm 5 6 tiếng liên tục thoải mái luôn. Đấy, rất ok. Đây, đấy các bác lắp pin vào là xài thôi. Còn ví dụ như là nhà các bác nào mà có pin mình có cái chân pin Makita về các bác xài luôn. Đấy vì nó chân pin phổ thông. Còn bên em bán là bán cả bộ nữa các bác, không bán lẻ nhá. Nếu mà với một cái mức giá mà 330.000 như này thì các bác thấy nó giá quá là tốt luôn. Vì bình thường ấy, các bác mua một quả pin ngoài thị trường ấy, một quả pin như thế này này, một quả pin như này này, các bác đã nếu mà các bác mang đi đóng ấy, nó phải rơi khoảng tầm 500-600 rồi. Đấy bên em về đây bác, cái quạt này giá nó rất là tốt luôn. Cả quạt cả pin mà nó chỉ có là 330.000 thôi. Đấy bao ship tận nhà luôn. Quạt thì chạy cực kỳ khỏe, rất êm. Các bác nghe tiếng này, chạy phà luôn, mát lắm. Đấy, mát cực kỳ. Đấy, đi dùng trong trường hợp ví dụ như là mất điện mất đóm này. Đấy thì các bác có cái quạt các bác dự phòng này, quạt phe phẩy cho nó đỡ nóng này. Thứ hai là đi chơi đi du lịch này, đấy đi cắm trại picnic này, mình mang theo, nó rất là nhỏ gọn lắm nhá, rất là nhỏ gọn thôi, mình mang theo nó rất là ok. Đấy mang theo mình có cái mang theo mình phe phẩy cũng rất là mát. Có nhìn này, đây có nhìn này, đấy có thấy không, quạt thổi pha luôn này, đây đấy quạt thổi pha luôn này, đây đấy rất ok luôn, rất là tiện dụng nhá, nhỏ nhắn xinh xắn nhưng mà khỏe quá. 330.000 một cái bao ship tận nhà luôn. Đây này em bật quạt cho bác coi này, đây này. Cái chỗ giấy kia nó bay phà luôn này mà cũng khoảng cách rất là xa ra bên đấy không? Đấy, đây có thấy không? Đây em đang bật quạt đấy nhá. Đây, em đang bật quạt. Nó về khoảng cách từ cái chỗ em bật ra chỗ đấy khá là xa này. Đó đây không? Mà cái giấy nó bay phấp phới luôn này. Đây có nhìn này. Đấy đây không? Cái giấy bay phấp phới luôn này. Đó, rất là ok nhá. Rất là mát luôn đấy. Đấy, nó cái tầm mát mát rộng mát sao nhá. Thì các bác biết là cái quạt nó khỏe nào rồi. 330.000 một cái nhá, bao ship tận nhà luôn. Quạt rất là mát luôn, rất ok luôn. Đó. Quạt tích điện nhá, lên mã cho em xem cái quạt cóc tích điện nhá. Quạt cóc tích điện 330k một cái, đã bao gồm cả quạt cả pin luôn. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái vỉ 20 kết nẹp dây điện này. Báo giá bác luôn là 20.000 một cái vỉ này. Đấy, gồm 20 cái luôn và đi kèm là nó có cả cái miếng dán nhá các bác nhá. Đấy thì cái này rất là hay. Đây, bóc cho bác một vỉ này. Đấy, một vỉ là 20 cái và có đi kèm miếng dán nhá. Đó, cái này nó có cả hướng dẫn sử dụng luôn này. Nó là cái miếng dán để các bác về các bác nẹp những cái dây điện. Bình thường là những cái dây điện các bác để không nó rất là lòng thòng. Đấy rồi nó xấu mất mỹ quan. Đấy nhìn nó hơi rắc rối, các bác mua trong cái vỉ này về thì nó sẽ là một cái chi tiết để các bác nẹp dây. Đấy các bác cho cái dây điện vào đây, các bác nẹp nó vào. Đây. Đấy, ví dụ cái dây điện này, các bác nẹp nó vào này. Đấy các bác ấn nó vào. Ấn nó vào như này nhá. Đó, sau đó các bác nẹp nó vào thì rất là gọn gàng, ok luôn. Đấy, bình thường dây điện nó lòng thòng này. Đấy, các bác nẹp nó vào. Sau đó là các bác lấy cái miếng dính ở đây, nó có kèm cái miếng dính này. Đấy, đây, nó có kèm từng miếng dính một này. Bóc cái miếng dính vào cho em. Đấy, sau đó các bác dính trực tiếp vào cái đế này. Và các bác dính vào tường nhá. Đấy, thì trước khi các bác xài thì nó hướng dẫn này. Vệ sinh sạch sẽ cho chỗ các bác cần dính cái miếng đi. Đấy, bóc cái lớp bằng dính ra. Các bác dính vào đây. Và các bác dính cố định vào tường. Đấy, ví dụ là những cái thiết bị... dây ví dụ như là dây ở tivi cái thứ này. Đấy, dây nó loằng ngoằng. Đấy các bác muốn cho nó gọn gàng ok vào, các bác mua cho một cái vỉ này về 20 cái liền luôn nhá, chứ không phải là một cái đâu, 20 cái luôn. Đấy và các bác có thể dễ dàng tháo ra nhá. Đấy dễ dàng các bác tháo ra này. Đấy và sau đó các bác lại có thể là mình có thể là thay được cả dây khác luôn, rất hay luôn. Đấy thiết kế rất là ok. Đây, đấy tháo dây ra ok luôn các nhá. Đấy và các bác sử dụng cho dây khác được luôn, ok luôn. Đấy. Đi kèm có cả một cái miếng dán, những cái miếng dán nha. Đấy, nó sẽ vừa khít này luôn. Đây, đấy, miếng dán vào đây là ok. Một vỉ là 20 cái nhá. Lên mã cho em cho cái vỉ 20 cái nẹp dây điện nhá. 20.000 một vỉ này. Đấy 20.000 một vỉ, rất thiết kế rất thông minh luôn. Đấy 20.000 vỉ. Hàng nó xuất đi rất nhiều thị trường Mỹ, Anh, Đức, Italy này. Đấy, xuất đi rất nhiều thị trường luôn, rất ok. 20k nhá, 20k. Đây các bác cùng xem cái video thực tế về sản phẩm cái sản phẩm này, các bác cùng coi này. Đây. Không cần khoan lỗ, tôi ước gì tôi biết có một thiết bị ngoài tuyến cho phép dẫn dây vào tường mà không cần khoan lỗ. Tôi sẽ không có quá nhiều đinh trên tường nhà mình. Nó không chỉ trông khó coi mà còn làm hỏng gạch. Bây giờ tôi đang sử dụng thiết bị ngoại tuyến tự dính này. Chỉ cần dán nó lên tường, chỉ cần kéo nó và cài đặt trong một giây, không làm hỏng tường. Không chỉ hệ thống dây điện đẹp và các mũi khâu sẽ không còn bị thắt nút và rối nữa. Đặc biệt thích hợp cho những người có cáp ở nhà. Đấy còn đây không, thiết kế rất là thông minh nhá. Đấy thì về các bác cứ dán này lên, sau đó các bác cho cái dây điện nó nẹp vào đây. Nhìn rất gọn gàng, nhìn đẹp nhá. Đấy. Bình thường các bác có phải dùng đinh cái thứ là các bác cố định vào. Đấy gây hỏng tường cái thứ này. Mua cái này về các bác bóc cái lớp băng dính nha, dính vào tường. Đấy, sau đó các bác cài dây vào, vừa gọn gàng vừa đẹp mà ok luôn. Đấy. Một vỉ là 20 cái nó chỉ có 20.000 thôi, một vỉ 20 cái, 20.000 tính ra vào có 1.000 một cái, giá rất hạt rẻ bình dân. 20 cái nẹp dây điện nhá, lên mã anh em sẽ là vỉ nẹp dây điện 20 cái nhá, 20.000 một vỉ nhá, 20 cái.
Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái hộp đựng nhang muỗi này. Lên mã em sẽ cái hộp đựng nhang muỗi nhá. Đấy, hộp đựng nhang muỗi đốt hương muỗi. Đấy, báo giá bác luôn là 30.000 một cái hộp này. Lên mã em sẽ cái hộp đốt hương muỗi. Đấy, 30.000 một cái hộp này các nhá. Về bình thường là các bác hay xài những cái hương muỗi vòng ấy, có thứ đó. Các bác hay dùng cái giá của nó hoặc các bác đốt vào những cái dụng cụ ấy. Thì ví dụ như thứ nhất là để nhiều khi là để những cái chỗ góc khuất mà ví dụ các bác hoặc là có người đi vào đấy, hoặc là trẻ con đi vào đấy, chẳng may là chúng nó có đá vào đấy, thứ nhất là nó bắn tung tóe những cái tàn ra này, rồi là chẳng may là có dẫm vào đấy, rồi là nó ví dụ như là nó bị văng ra, nó gây cháy nổ đấy, gây cháy nổ nhà cửa rất là nguy hiểm đấy. Thì các bác mua trong cái bộ này về đấy, thì nó sẽ có là một cái hộp đựng như này. Ở trong này thì nó sẽ có là một cái khay tròn này, này. Đấy, và một cái giá trông nha. Đấy, các bác để cái nhang muỗi đây thì nó sẽ đỡ lên trên này, và các bác đốt này không sợ nó bị tắt này, và một cái nắp đậy các bác đậy này cho. Đấy, rất là kín ok luôn. Và ở đây nó có những cái lỗ thì hương muỗi nó sẽ thoát lên. Đấy, cái hương muỗi, khói muỗi nó sẽ bay lên thoát lên qua những cái lỗ này nhá, rất là ok. Đấy, và lúc nào mà đầy tàn thì các bác mang là các bác đổ thế là xong. Đậy rất là kín luôn. Đấy, mình để vào những cái chỗ không lo ví dụ nhà trẻ con nó thứ là không lo đá vào này. Đấy, tàn tiếc các thứ là nó không bị bắn ra. À, không bị bẩn nhà này. Rồi thứ hai là những cái tàn lửa ra nó không va chạm vào những cái đồ vật dễ gây cháy nổ nha, gây nguy hiểm, rất là ok, an toàn sử dụng này, mà rất là thẩm mỹ và đẹp luôn. Đó, inox 304 nhá, rất xịn sò luôn. Nó chỉ có 30.000 thôi. Mua về sử dụng các bác chuyên dùng để đốt nhang muỗi nhá. Đấy, chuyên dùng để đốt nhang muỗi vòng ấy. 30.000 một cái bộ này. Đấy, 30.000 mua về sử dụng cho em. Rất hay đây các bác cùng xem về sản phẩm này. Nhà bạn đỡ mũi hơn rất là nhiều. Từ khi mà mình sắm cái hộp đựng nhang mũi này về á, thì phải nói là cực kỳ an toàn và tiện lợi luôn. Được cái á, là cái hộp nhang mũi này nó có nắp đậy, nên là không có còn tình trạng dậm lên để văng những cái tàn ra ngoài nha. Đặc biệt là bên trong cái hộp nó còn có thêm được một cái miếng lưới để mà mình có thể đặt cái miếng nhang mũi cố định ở bên trong, mà không có còn lo cái việc bị cháy đồ đạc nữa, và cũng không có còn lo khi dậm lên mà bị phỏng chân nữa ha. Sản phẩm mình ghi ở bên dưới giỏ hàng cho các bạn nha. Chỉ có thiết kế về sản phẩm nhá. Đấy, thực tế về sản phẩm 30k nhá, 30k một cái hộp mà đựng đốt nhang muỗi nhá. Đấy, một cái hộp đựng đốt nhang muỗi nhá. Nên mã sẽ cái hộp đựng đốt nhang muỗi 30k một cái hộp nhá. Đấy, 30k một cái bộ hộp nhá. Về các bác cứ đốt nhang muỗi các bác để vào. Đấy, không lo nó bị văng tàn này, không lo trẻ con các thứ nó đá vào. Đấy, rồi ví dụ như là những cái tàn lửa thứ nó bay ra gây cháy nổ nguy hiểm nhá. Đấy, rất là an toàn và hiệu quả luôn. 30k một bộ rất là hay. Đấy, nói chung là nhà bác nào hay xài hương muỗi nên có cái bộ này nhá, dùng rất ok luôn. Rồi cái sản phẩm tiếp theo thì em lên cho bác một cái mã hàng rất là cần thiết cho cái mùa hè sắp tới này. Đấy, đó là cái sản phẩm mũ chống nắng có kèm cả khẩu trang nhá, và em báo giá luôn 50.000 một mũ thôi, 50.000. Con này thì vành mũ rất là to nên là khi mà các bác đội nó che được cái phần tầm nắng rất là nhiều luôn. Đấy, bình thường là các bác mua những cái mũ là nó cái tầm lưỡi, cái tầm vành mũ rất là nhỏ, che nắng được rất là ít, nhưng con này cái phần vành mũ rất là to. Đấy, che được nhiều nắng này. Đấy, rồi là chất liệu toàn bộ bằng vải kaki, dùng đội siêu mát luôn, có phần lưới lỗ thoáng khí này. Đấy, đội không bị dính tóc dính đầu nha các bác nhá, và chống tia UV tia cực tím cực tiết tốt, bên trong nó có một cái lớp lưới này. Đấy, các bác đội này không lo nó bị dính bết tóc vào, không lo gây nóng đầu, và có đi kèm rất là hay, thiết kế các bác một cái phần khẩu trang đi kèm nữa. Đấy, cái khẩu trang này các bác có thể tháo ra. Đấy, có thể tháo ra thì ở đây nó có cúc cài này, các bác dùng thì các bác cài nó vào, không dùng mình có thể tháo ra, và có cả cái phần dây để các bác điều chỉnh cái phần cỡ đầu các bác nhá. Đấy, điều chỉnh cái phần cỡ đầu, đây là cái phần dây điều chỉnh cỡ đầu này. Đấy, và khi mà các bác đeo vào ví dụ gió máy không lo nó bị bay mũ các nhá. Đó, thiết kế rất thông minh, vành mũ to, chất liệu vải kaki, chống nắng, đấy, chống tia UV cực tím, siêu mát luôn. À, và một cái rất là hay nữa là cái phần tà gáy của nó này. Đấy, khi mà các bác đội vào là cái phần tà gáy nó rất là hay, là nó thiết kế phần tà gáy nó xuống nó rất là sâu và dài. Đấy, để khi mà các bác đội nó che được cả cái phần tà gáy, cái phần gáy, phần lưng của bác nhá, che được cả phần gáy, phần lưng của bác luôn. Đấy, nên là nói chung là con này bảo vệ cơ quan đầu não là rất là tốt luôn. Đấy, chống nắng trong mùa hè rất tốt. Các bác nào đi câu đi kẹo này, đi làm ngoài trời này, công trình công trường, mua cho mỗi con này về. Đấy, 50.000 một cái thôi, che nắng, che nước các thứ giờ. Đấy, đỡ nắng, đỡ đau đầu thứ nhá, mũ chống nắng kèm khẩu trang 50.000 một cái bộ mũ này nhá, 50.000 một cái, rất là chắc chắn, ok. Đấy, đây có nhìn này, đường kim mũ chỉ may khâu rất cẩn thận luôn, chắc chắn đẹp chất lượng nhá, 50k một cái, vừa đội vừa thời trang vừa đẹp luôn. Đấy, các bác cùng xem người mẫu người ta đội này. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, đội là kín luôn, cả đằng trước đằng sau kín hết luôn nhá, có nhìn này. Đấy, đi câu đi kẹo là quá ok luôn. Đây, kín hết đằng trước đằng sau luôn có nhá, kín hết đằng trước đằng sau luôn, và có cả những cái lỗ lưới để
làm tản nhiệt mấy đấy, lúc nào dùng các bác bỏ ra, không dùng thì mình dùng thì các bác cho cái khẩu trang này vào rất ok luôn này, có nhìn này đó, thấy không, rất là ngon lành luôn. Và đặc biệt là cái phần gáy, cái phần sau gáy nha các bác nhìn này, cái phần sau gáy nó che rất là kín luôn, che được cả đến vai các bác luôn đấy, nên các bác không lo nó bị nóng đầu nhá. Rồi mũ chống nắng kèm khẩu trang 50k một cái mũ này, 50k một cái, giá rất bình dân mà rất là hay. Rồi cái sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn các bác, đó là cái bộ bản lề không khuyết lỗ này. Đấy, bản lề giảm chấn nhé, các bác cứ lên mạng em xem cái bản lề giảm chấn hoặc là bản lề không khuyết lỗ được. Giá của nó thì bên em sẽ bán một lúc là một đôi. Đấy, một đôi này sẽ gồm có hai cái nha. Giá của nó sẽ là 30.000 một đôi thôi. Đấy, 30.000 một cái đôi bản lề hai cái nha các bác nhá. Đấy, hai cái bản lề giảm chấn nhá, không khuyết lỗ nhá. Cái con này về các bác không cần khuyết lỗ, bình thường là những cái dòng bản lề truyền thống ấy, là các bác mua về xài là các bác muốn lắp đặt ấy, là các bác phải khoét lỗ ra. Đấy, thứ nhất là mất công, và thứ hai là khoét lỗ lâu ngày là nó mọt miếng thứ mối mọt này, đấy gây ảnh hưởng đến phần nội thất các thứ, phần đồ gỗ thứ nhá. Đấy thì các bác mua này về không cần phải khoét lỗ nước gì, về các bác chỉ việc bắt vít vào sau đó các bác xài thôi. Mà cái con này là nó có cái chế độ chức năng là giảm chấn, tức là nó đóng từ từ. Nó bình thường là các bác những cái bản lề kia nó đóng sầm cái, là ví dụ như những cái cửa kính thứ là nó, thứ nhất là nó rung chấn nó gây vỡ kính này, rồi là nó làm tiếng kêu tiếng đập, nó gây nó nói chung là nó hơi bị mất cái sự gì đi, thì các bác mua cái này về. Đấy thì các bác nó thứ nhất là giảm chấn, mà thứ hai là không phải khoét lỗ. Đấy, nói chung là toàn ưu điểm thôi. Bản lề giảm chấn nhá, các bác cứ lên mãi nhá, sẽ là bản lề giảm chấn không cần khoét lỗ nhá. Về chỉ việc bắt vít vào là xài. Hai cái nhá, bên em sẽ bán ở combo là một lúc là hai cái, là một đôi nha là 30.000. Đấy, về các bác lắp vào những phần cửa tủ bếp này, rồi là cánh cánh tủ này, đấy cánh tủ quần áo, rồi là cánh tủ kệ tivi thứ gì đấy, những cái phần cánh tủ dạng nhỏ nhỏ là rất ok. Đấy, tủ bếp, tủ quần áo các thứ gì, những cái tủ nhỏ nhỏ ra là rất ok luôn. Bản lề giảm chấn không khuyết lỗ nhá, bán một lúc là một đôi là hai cái, 30.000 một đôi nha. Đấy, 30.000 một đôi hai cái không nhá, bản lề giảm chấn không khuyết lỗ. Đấy, các bác cùng xem cái video về sản phẩm này, đấy, các bác cùng coi này. Với xu hướng phát triển như hiện nay thì những dòng bản lề không khuyết lỗ luôn là sự lựa chọn và ưu tiên hàng đầu, bởi những ưu điểm vượt trội mà những dòng bản lề khác không làm được. Thao tác sử dụng thì đơn giản, anh chị chỉ cần căn chỉnh chuẩn rồi siết ốc vít lại là xong, đóng mở nhẹ nhàng và êm ái, không gây tiếng ồn, vừa thẩm mỹ vừa tiết kiệm thời gian trong quá trình lắp đặt. Sản phẩm được làm từ chất liệu thép không gỉ nên độ bền bỉ anh chị khỏi phải lo nghĩ. Hiện tại chúng tôi đang có nhiều chương đấy, trình thực tế về sản phẩm nữa nhá. Đấy, rất là nhiều chức năng luôn. Như hiện nay thỉnh thoảng lỡ tay đóng cái cửa mà giật hết cả mình các bác ạ. Em mà biết cái bản lề giảm chấn này sớm hơn thì em đưa ngay cho mấy bác làm tủ cho em rồi. Công nhận bây giờ mấy bác kỹ thuật hay thật. Cái bản lề này không cần khoan đục lỗ gì cả. Bác có mấy cái vít ở xong mà nó đóng cửa êm gì đâu. Mấy bác làm tủ thì mua ngay về lắp đi nhé. Em đảm bảo là khách nào cũng yêu luôn đấy. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy thì bên em sẽ bán theo một lúc là một đôi nhá, một đôi là hai cái, giá của nó sẽ là 30.000. Lên mã em sẽ cái bản lề giảm chấn nhá, bản lề giảm chấn không khoét lỗ nhá, hai cái 30.000, là tức là một đôi đấy, hai cái 30.000. Những cái mã hàng mới thì đây, cái ổ gập ấy thì bữa trước thì em đang bán này hết hàng, thì hôm nay em thông báo là bên em tiếp tục lại về hàng nhá, và vẫn giá cũ cho bác luôn, đó là 20.000 một cái ổ gập nha, 20.000 một cái nhá. Lên mã duy em sẽ là cái ổ gập này, đấy ổ gập, ổ cắm gập nhá, 20k một cái. Con này thì hàng của thương hiệu Hinoki, đấy, hàng của Việt Nam sản xuất nhưng mà nó là theo công nghệ Nhật nhá, rất là xịn luôn. Đây hàng nhìn hàng chân đồng rất là ok. Con này là các bác cắm vào một ổ nhưng mà nó chia ra được làm ba nhá các bác nhá, 1, 2, 3. Đặc biệt là những cái vị trí mà ở tường các thứ rồi. Đấy các bác bình thường là các bác để những cái ổ nó thò ra nó rất là vướng víu như đây, các bác gập nó lại. Đấy, sau đó các bác chia ra làm ba, hoặc ví dụ những cái chỗ nào mà nó hiện tại là nó cắm full hết ổ rồi. Đấy, nó không còn chỗ cắm nữa mà các bác muốn cắm thêm thiết bị. Đấy thì các bác mua cái này, ổ này về các bác cắm vào để nó được thêm những cái ổ khác để các bác cắm chia ra, cắm được nhiều thiết bị hơn nhá. Rất là hay. Nói chung cái ổ này bên em bán khá là nhiều rồi mà nó cũng rất là hữu ích, dùng gia đình các thứ này. Đấy, dùng thiết bị các thứ rồi các bác cắm nhiều, muốn cắm nhiều ổ. Đấy thì mua cái này về các bác nhiều ổ những cái phát sinh ra. Bây giờ mà các bác đục cắt tường các thứ giờ thì nó rất là khó. Đấy các bác mua cái này về. Đấy, mình cắm thêm vào để mình chia ổ ra để các bác cắm nhá. Đấy thì lại tiếp tục về hàng cái mã này. Lên mã giúp em sẽ là cái ổ gập nhá. Đấy, nó có thể gập đi gập lại được này. Đấy, rất ok. Cắm vào một và chia ra được thành ba nhá. Giá của nó sẽ là 20.000. Nhớ giúp em mã sẽ là ổ gập nhá, ổ điện gập, 20.000 một cái ổ điện gập, hàng của
Honiki nhá, đấy, Honiki. Rồi một cái mã hàng mới bên em cũng vừa về xong này. Đấy, lên mã giúp em sẽ là cái bộ dao cắt kính, cắt gạch men đa năng. Con này thì các bác có thể về cắt kính này, cắt gạch men nhá, đều được luôn. Đó, dao cắt kính này, dao cắt kính, cắt được cả gạch men luôn nhá, đấy cả gạch men luôn. Giá của nó thì em báo luôn 130.000 một con này. Đấy, 130.000 một cái con dao cắt kính, cắt gạch men đa năng nhá. Con này thì cắt rất là hay. Trước đây em cũng đã bán rồi nhưng mà lâu lắm nó không có hàng thì hôm nay hàng tiếp tục về. Một cái bộ sản phẩm nó sẽ gồm có là một thân dao này. Đấy, đi kèm với bác là ba cái lưỡi nha. Đấy, đây, ba lưỡi dao. Và có một cái tay cầm. Có một cái tay cầm này, rồi những cái phụ kiện cái thứ đi kèm. Đó thì về thì bắt đầu là các bác lắp cho em cái phần tay cầm này vào. Đấy, nó là dạng cái dao cắt kính kiểu dạng hình chữ T này. Đó, sau đó là các bác muốn cắt thì các bác để vào cái kính của cái ấy, các bác bắt đầu các bác cầm này các bác kéo này. Đấy, kéo nó sẽ ra cái vệt, thì ở đây nó có một cái lưỡi tròn đây này. Đấy, nó có một cái lưỡi nó bằng kim cương này. Đấy, bằng kim cương nó rất là sắc luôn. Đấy, mà con này cắt rất là ngọt, con này cắt ngọt lắm. Đấy mà ví dụ như ở đây đi kèm thì nó sẽ có tặng kèm thêm cho bác là những cái lưỡi dao này, thì nếu mà cái lưỡi nó cùn thì mình có thể thay lưỡi khác luôn. Rất tiện dụng và rất là chu đáo và cẩn thận luôn nhá. Đấy, có đi kèm cả lưỡi dự phòng với bác luôn. Và khi mà các bác cắt xong thì ở đây nó có một cái phần tay công. Đấy, cái này nó gọi là cái tay công, thì các bác cho cái viên đá hoặc là cho cái kính vào đây. Đấy, và các bác ngắm đúng cái tim, cái đường cắt các bác vừa cắt, bắt đầu là các bác ở đây nó có một cái tim như này. Đấy, các bác cho nó vào chính giữa, sau đó các bác công vào. Đấy, các bác cứ thế công từ từ vào thì cái lực nó sẽ tác động đều xuống, thì cái kính hoặc là cái viên đá các bác vừa kẻ xong nó công ra, cái đường cắt của nó rất là mịn, rất là đẹp luôn. Đấy, con này hay lắm. Đó thì một cái chiếc này bên em đang gửi bác, giá của nó sẽ là 130.000, có tặng kèm thêm các bác là những cái đầu cắt dự phòng nha, để về các bác có thể thay thế nhá, là 130k, dao cắt kính cắt được cả gạch men luôn, là 130.000 một sản phẩm đấy nhá. Đây các bác cùng xem thực tế về cái video em test thực tế này, các bác cùng coi này, cắt cực kỳ ok luôn. Các bác muốn cắt gạch, đây, cắt kính mà không có máy thì các bác dùng cái dụng cụ này nhá. Đây là cái dụng cụ chuyên để cắt gạch men, cắt kính, rất là ok luôn. Các bác chỉ cần kẻ một đường và các bác dùng cái kẹp bấm kia, các bác bấm là nó. Đấy các bác nhìn nhá, các bác chỉ cần kẻ một đường, sau đó các bác cho vào cái tay công, các bác xoáy như em vừa chỉ các bác. Đấy, các bác cho vào cái tay công, các bác xoáy. Đấy, các bác cứ xoáy đều tay, xoáy đều tay, xoáy êm tay là nó công ra đường rất là đẹp luôn. Đây, các bác nhìn đây là người ta cắt đường cong luôn nhá. Đấy là người ta cắt đường thẳng, cắt đường thẳng nó còn dễ nữa. Còn đây người ta cắt đường cong mà cũng rất là mượt luôn này. Đấy, có thấy không? Công cái ra luôn. Đấy, thấy không? Gạch dày, gạch rất là dày nhưng mà cắt ngon lành luôn nhá. Các bác dùng cái dụng cụ này nhá. Đấy, có nhìn này. Đấy, cắt đường cong luôn nhé chứ không phải là cắt đường thẳng đâu nhá. Cắt đường thẳng nó còn dễ cắt nữa ạ. Đấy, có thấy không? Công cái ra ngay này. Đó thấy không, rất là ok. Đó thấy không, nó rất là nhàn, rất là dễ dàng sử dụng cho anh em thợ thuyền, các bác sử dụng gia đình đều được luôn. 130.000 một cái nhá. Đấy, bộ dao cắt kính cắt gạch men đa năng. Đó là cái mã bóng đèn 3W nhá, tiếp tục về số lượng lớn để phục vụ các bác này. Đây, sản phẩm này thì sẽ có công suất là 3W nhá, và ánh sáng của nó sẽ ánh sáng màu trắng. Sử dụng điện sẽ là điện 220 và cái đuôi của nó sẽ là cái đuôi xoáy phổ thông nhá. Đấy, sử dụng dòng chip LED siêu sáng, rất là tiết kiệm điện. Các bác dùng những cái con bóng đèn 3W này thì cái công suất nó rất là nhỏ nên là cái tiền điện nó hết rất là ít các bạn. Đấy, nên là phù hợp các bác, ví dụ các bác lắp ở ngoài cổng này, mình có thể lắp ở chỗ cầu thang, đường đi lối lại, nhà vệ sinh, lắp những khu vực mà không cần quá nhiều ánh sáng, mình cần ít cái ánh sáng thôi. Đấy, gọi là có bóng đèn thôi là ok, là các bác xài con này cho em rất hợp lý này. Đấy, công suất rất là nhỏ nên là tiêu thụ lượng điện năng rất là ít, là nên các bác xài rất là tiết kiệm điện nhá. Công suất 3W thôi nhưng mà cũng khá là sáng đấy các bạn. Đây em sẽ cắm test bác con này. Khá là sáng lắm nhá. Đấy. Đây đang lỏng ổ điện. Đây em cắm test bác nhá. Nó khá là sáng, 3W thôi nhưng mà rất là sáng. Đây. Đây các bác nhá. Đấy, 3W thôi nhưng mà cũng rất là sáng đấy. Đó thì ở đây. Đấy. Nó khá là sáng các bác nhá. Đó, về nói chung là phù hợp các bác sử dụng lắp đặt nhiều vị trí khác nhau nhá, mà cái công suất nhỏ tiết kiệm điện. Đó thì em hôm nay em báo cái giá sáng luôn này. Bữa trước quả này đang bán là 15.000 một quả nhá. Hôm nay em về với bác mức giá rất dễ mua luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là bóng đèn 3W nhá. Giá của nó sẽ là đi 5.000 một quả nhá. Chỉ có 5.000 một quả thôi. Đấy, 5k một quả bóng đèn 3W này. Đấy, 5.000 một quả bóng đèn 3W nhá. Chỉ có 5.000 thôi. Giá rất hạt rẻ bình dân. Đấy, thì chắc là cũng nhiều bác quan tâm đến cái đuôi đèn mà em đang xài nhá. Thì đây, cái đuôi này này em giới thiệu luôn. Đấy, cái đuôi này về các bác xoáy bóng vào này. Và các bác có thể bẻ ngang, bẻ dọc, bẻ các hướng các kiểu này, và các bác có thể bật công tắc lò xo ở đây luôn. Bật cái công tắc bật tắt đây luôn, rất tiện dụng nhá. Đấy, đây, rất tiện dụng luôn này. Thì cái đuôi này bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là 30.000 một cái. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái đuôi lò xo nhá. Thì các bác có thể mua kèm thêm. Cái này đuôi này khá là hay.
mình có thể là di chuyển di động mang đi mọi chỗ mọi nơi, các bác thích dùng ở đâu thì các bác cắm vào đấy, nó rất là tiện lợi, di động mọi chỗ mọi nơi, và ở đây nó tích hợp cả công tắc bật tắt đi luôn này, nên là rất là tiện nhá. Đó thì nên mã giúp cho em sẽ là cái đuôi lò xo, đấy đuôi đèn lò xo nhá, đuôi lò xo giá của nó sẽ là đi 30k nhá, 30.000 một cái đuôi lò xo này, đấy, 30.000 một cái, đó rất tiện dụng nhá, chỉ việc cắm điện vào này, lắp bóng đèn vào, bật công tắc cái là lên, lúc nào không dùng các bác tắt đi. Đấy còn đây là cái ánh sáng thực tế của con 3W nó khá là sáng đấy. Đó rồi, bóng đèn 3W là đang xả là chỉ còn có 5.000 một quả thôi, đấy 5.000 một quả nhá, các bác không nghe nhầm đâu, 5.000 một quả nha. Còn cái đuôi đèn lò xo này là 30.000. Đây, tiếp theo thì lên luôn cho các bác cái mã hàng đó là cái chuột không dây, em báo giá luôn bên em gửi bác là 90.000 một viên, 90.000 một cái một cái con chuột không dây nhá, các bác cứ lên mã em sẽ là chuột không dây đây, em ghi giá rồi 90.000 một cái con chuột không dây này, rất tiện dụng luôn. Thì hàng của nó thì cũng là hàng mới nguyên hộp này nhá. Sản phẩm thì sẽ gồm có là một con chuột không cần dây nhá các bác nhá. Thông minh của cái sản phẩm này là nó không cần dây dạ gì. Về là các bác chỉ việc kết nối bằng cái cục adapter ở bên dưới đít này. Đấy, các bác lật cái nắp này ra, lấy cái này ra, cắm trực tiếp vào trong máy tính của bác nhá. Và các bác bật cho em về on này. Đấy, bật lên em về on thì nó sẽ lên cái đèn báo màu đỏ em vừa bật đấy. Và bắt đầu là các bác cứ thế là nó sẽ tự động kết nối với nhau. Hai cái này, cái con Bluetooth này, đây cái con cổng USB Bluetooth và cái con chuột này nó sẽ link, tự link với nhau. Và nó sẽ điều khiển không cần dây dợ gì nhá. Và cái hay của cái sản phẩm này là bên trong này nó đã tích hợp sẵn một viên pin rồi. Đấy, và cái pin này là có tích điện đó nhá. Cái pin này có tích điện. Đấy, cái pin này có tích điện là lúc các bác cứ xài, lúc nào mà hết pin thì các bác lại lấy cái dây sạc đi kèm với lại cái cục sạc này các bác cắm vô đây. Đấy, và các bác cắm vào cái nguồn 5V ấy. Đấy, ví dụ như là cái cục sạc này, này em vừa quay này. Đấy, cái nguồn cục này, cái cục 5V 2A này, các bác cắm vào đây. Cục này thì bên em đang bán là 30.000 nhá. Các bác cứ lên mã nha, cái cục sạc Samsung. Đấy thì đang bán là 30.000 thì các bác có thể cắm vào đây. Và các bác sạc cho cái chuột này. Đấy. Và khi mà sạc đầy thì các bác lôi ra xài. Con này thì em cứ bảo hành cho bác luôn. Các bác sạc một lần các bác xài từ 1 tháng cho đến nửa tháng luôn. Pin nó cực kỳ trâu nhá. Đấy, pin nó rất trâu bò luôn. Đấy, các bác bình thường là các bác hay dùng những cái con chuột có dây rất là vướng víu, dùng rất là khó chịu, vướng víu này. Đấy, rồi là nó nó không thẩm mỹ cái thứ giờ, dây dặn nó lằng nhằng, nói chung hoặc là các bác đi chơi đi công tác các thứ giờ, hoặc là làm văn phòng mình cứ phải mà mang đi di chuyển nhiều, dây dặn nó lằng nhằng. Đấy thì các bác mua cho em con này về không cần về dây dặn gì nhá. Bên dưới cái nắp này về các bác lấy ra một đầu này các bác cắm trực tiếp vào trong máy tính nhá, còn cái con chuột còn lại là các bác cứ để ra bàn các bác di thôi, là tự động là nó sẽ link với nhau nhá. Đây cái con này em xài rồi nên em thấy nó rất ok, và em nhập số lượng lớn về bán các bác nên là dùng ok lắm. Đó thì gửi bác là 90.000 nhá, các bác cứ lên mã em sẽ là chuột không dây. Đấy, 90k một con. Đây em quay cho bác cái con em đang xài này. Đây cái con em đang xài đây. Đấy thì em sẽ quay cho bác coi nhá. Thì nó sẽ có là một cái cục link như này này. Đấy thì về là máy tính nào nó cũng có cổng USB mà. Đó thì các bác cắm trực tiếp vào trong cái cổng USB này cho em. Đó, các bác cắm vào và cái con chuột khi mà cắm vào đấy nó kêu tinh cái, nó sẽ tự động link với nhau nhá, tự động kết nối với nhau. Đấy và bắt đầu là các bác cứ thế là các bác gì thôi. Đây, thì em gì cho bác coi này. Đấy, các bác nhìn này, chuột này. Đấy, chuột chạy ngon lành luôn nhá. Đây, tắt đi này, tắt đi này. Đấy, bật lên này. Đấy, vào chôm này. Vào YouTube chẳng hạn này. Đấy, YouTube nhá. Đó, bấm ngon lành luôn nhá. Đấy, đây, vào kênh của nhà em này. Đấy, bấm ngon lành, các bác nhìn đi con chuột em gì chưa? Đây, con chuột em gì này. Đó, xem kênh của bạn này. Đấy, kênh nhà em đây các bác nhá. Đấy, các bác mua hàng này cứ vui lòng liên hệ với hai cái số điện thoại em để trên kênh này. Đấy, con nhìn đi con chuột này em đang gì này. Đấy con chuột đang chạy nhá, là tay đang gì đây. Đây tay em đang gì đây. Đấy tay em đang gì đây. Đấy gì đâu là nó sẽ sáng lên đấy. Đây này. Đấy thấy không. Đây. Đó rất là tiện dụng luôn nhá. Không cần phải dây dạ gì hàng nhàng nhá. Mà nó cực kỳ dễ dùng luôn. Người lớn, người già, trẻ em dùng được hết luôn. Về chỉ việc cắm cái con này vào chân cổng máy tính. Và chuột thì các bác bật cho em về on. Đấy cứ thế là dùng. Và khi nào mà hết pin thì các bác cắm sạc qua cái cổng ở đằng trước này. Nó có cái cổng sạc này. Đấy, con này các bác cứ dùng cho em từ 15 cho đến 15 ngày. Cho đến 1 tháng các bác phải sạc pin một lần. Pin nó cực kỳ trâu bò luôn. Bảo hành cho bác luôn. Nếu mà các bác nào mà pin mà nhanh hết thì cứ bảo anh em nhé. Đấy bảo hành cho bác pin luôn. Vì anh em dùng thực tế đây, anh em dùng 2-3 con liền đây. Đấy đây kìa. Đấy đây không. Rất ok nhá. Không cần phải dây dạ gì nhờ. Đấy, các bác chỉ việc là cắm vào các bác xài thôi. Quá ok luôn. Đây các bác nhìn này, lướt này, lăn này. Lăn rất mượt mà luôn nhá. Đấy đây không. Đây đang lăn này. Tay em đang lăn này. Đấy mất mượt mà ngon lành nhá. Rồi. Đấy thì em hướng dẫn cho bác rất chi tiết và cách sử dụng của con này rồi. Đấy thì em báo giá lại một lần nữa nhá, 90.000 một cái con chuột không dây này, 90.000 một con.
thì về các bác tháo cái nắp đít ở cái phần nắp lưng ra này, lấy con USB này cắm trực tiếp vào trong cái cổng USB của máy tính, và các bác dùng con chuột bật lên cho em về nút on, đấy là các bác xài thôi. Và khi nào mà hết pin thì các bác lại cắm sạc vào đây. Đấy, chân sạc của nó đi nhá. Đấy, cắm sạc vào là các bác xài. Ở trong này nó có một viên pin tích điện sẵn rồi. Đấy, và xài từ 15 cho đến 1 tháng mới hết pin một lần. Pin rất trâu bò luôn đấy các nhá. Rất ok luôn. Đấy, 90.000 một con chuột không dây các bác nhá. Lấy cứ lên mã thì em sẽ là chuột không dây 90k một con. Quả bóng B2. Đấy, bóng B2 các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái bóng đèn B2 nhá. Cái này thì về các bác xài khá là nhiều việc này. Đấy, dùng làm bóng đèn thắp sáng này. Rồi là bóng đèn ngủ cũng ok luôn, mà giá nó bình dân lắm. Em báo giá luôn nhá. Bên em sẽ bán nó combo là 5 quả 1. Hoặc là nếu các bác mua lẻ, các bác có thể mua 1 quả 1 cũng được. 1 quả 1 thì bên em đang bán giá sẽ là 5.000 một quả. Đấy, 5.000 một quả này thôi. Còn nếu các bác lấy combo 5 quả 1 thì bên em sẽ gửi bác giá rất tốt luôn, 10.000 cho một combo là 5 quả bóng B2 nha. Đấy, 5 quả nha. 2 4 5, 5 quả nha là 10.000. Đấy là một combo bóng B2 5 quả là 10.000. Còn các bác lấy lẻ 1 quả là 5.000 nhá. Đấy, lấy lẻ thì giá nó sẽ cao hơn. Còn các bác lấy theo combo thì giá nó sẽ rẻ hơn. Đấy, cái này thì nó sử dụng cái nguồn điện là cái nguồn điện 5V. Tức là về các bác có cái cổng sạc USB ấy, các bác cắm vào là các bác xài thôi. Đây ví dụ như ở đây em có một cái ổ điện nó có cái cổng USB này. Đó, có một cái ổ điện có cổng USB này, các bác cắm trực tiếp vào điện 220 này. Sau đó là cái ổ này nó có cái cổng USB này. Đấy, các bác cắm vào đây cho em. Đó, thế là lên đèn, đèn rất sáng luôn nhá. Đèn nhìn thôi nhưng rất sáng luôn. Đấy. Con này em hình như công suất của nó là 1W, công suất của nó là 1W. Đó, ánh sáng màu trắng nhá, ánh sáng màu trắng. Đấy, về các bác dùng để làm đèn ngủ này, đèn chiếu sáng này, đèn cảnh báo này, nói chung là chế cháo nhiều việc lắm. Đó. Giá thì bên em đang bán lẻ một quả này là 5.000 nhá, một quả bóng B2 nha. Các bác cứ lên mã em sẽ là bóng B2. Một quả là 5.000, còn các bác lấy theo combo 5 quả 1 thì bên em đang gửi bác giá sẽ là 10.000 cho một combo 5 quả bóng nhá. Chân đây, chân nguồn vào của nó này. Cứ có cổng USB, nguồn của nó sẽ là nguồn 5V, cứ có cổng USB các bác cắm vào, phệt vào, thế là sáng, có thế thôi, rất là dễ dùng nhá, tiện cực kỳ luôn. Đó, mà các bác cắm vào những nguồn 5V này thì cái tiền điện nó hết rất là ít cũng nhá. Đấy, không đáng kể luôn. Đấy. Đây, cứ cắm vào là sáng thôi. Đấy, còn cái ổ này thì chắc rất nhiều bác hỏi đây. Thì em báo giá luôn. Các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái ổ điện U3. Đấy, ổ này thì nó sẽ có là những cái ổ cắm điện và ba cái cổng USB nhá, để về các bác có thể cắm cái bóng này hoặc là các bác cắm cái dây sạc điện thoại nhà mình để các bác sạc pin cho điện thoại cũng ok luôn nhá. Đấy, con này thì em báo giá luôn, lên mã cho em sẽ là cái ổ điện U3. Đấy, ổ điện U3. Ổ điện U3 này thì hàng của Thái Lan nhá. Đấy, hàng của Thái này. Giá của nó thì sẽ là đi 50.000. Đấy, U3 nhá, ổ điện U3. Giá bên em đang bán là 50k. Một cái ổ điện U3 này. Đấy, thì nó sẽ có cổng USB để các bác có thể cắm những cái đèn này. Đấy, thì bên em đang bán một cái ổ này là 50.000. Còn bóng B2 thì đang bán là combo là 5 quả 1. Đấy, 5 quả 1, cứ 5 quả 1 nha là 10.000. Còn các bác lấy lẻ 1 quả thì đang gửi bác là 5 cao nhá. Đấy, đó là cái lô fix cắm chân dẹt này. Đấy, hàng chuyên dùng cho những dòng ổ điện Nhật nhá. Đấy, ổ điện Nhật thì người ta chuyên dùng những cái chân dẹt nha. Đấy, nên các bác dùng những chân tròn, chân của Việt Nam rất là khó chịu nhá. Vì cắm nó không thể cắm được. Các bác chỉ có dùng chân dẹt thôi, các bác cắm vào là ok luôn. Đấy. Hàng như bên em thì là hàng chuẩn, chân sẽ là chân đồng và cái chân của nó rất là dày các nhá. Đây các nhìn này, chân của nó rất là dày luôn. Nên khi có cắm cái phần tiếp điểm nó tiếp xúc rất tốt nhá. Đấy, và con này chịu tải lớn lên đến là 16A này, 250V này. Đấy, và dòng này nó là dòng ổ fix chống va đập chống cháy nhá. Đấy, chất liệu nhựa chống va đập, chống vỡ, chống cháy, cực kỳ ngon, chắc chắn chất lượng luôn. Về thì các bác đấu dây vào là xài thôi. Đấy, fix cắm chân dẹt nhá. Chuyên dùng cho ổ điện Nhật các bác nhá. Đấy, chuyên dùng cho ổ điện Nhật. Giá của nó thì em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác giá một cái fix cắm chân dẹt này, giá của nó chỉ có 10.000 thôi. Đấy, 10.000 các bác nhá. 10.000 một cái fix cắm chân dẹt này. 10k một cái, giá rất hạt rẻ bình dân thôi. Đấy, về các bác chuyên dùng để phục vụ những cái ổ điện Nhật nhá. Đấy, vì nó hay dùng chân dẹt. Chân của nó sẽ là 100% chân bằng đồng các nhá. Chân bằng đồng, rất xịn sò, ok. Ngoài ra thì các bác có thể dùng ở gia đình nhà mình được. Cái ưu điểm của cái dòng chân dẹt này, này là thứ nhất là nó tiếp điểm tốt, và thứ hai là các bác cắm là nó không bị tèo. Bình thường là các bác hay dùng những cái chân tròn mà chân Việt Nam hay dùng ấy, là các bác cắm lâu nó hay rất hay bị tèo, mà một thời gian là ổ nó lỏng ra rất khó chịu. Nhưng mà các bác dùng những cái con chân dẹt này thì ổ nó yên tâm, là ổ cái ổ mà các bác cắm cái phích này vào nó cũng rất là bền. Đấy, nên các bác yên tâm, rất là hay nhá. 10.000 một cái phích cắm chân dẹt nha. Đấy, 10.000 một cái nhá. Đó, rất ok, giá rất là rẻ bình dân. Cái này thì số lượng có hạn thôi. Đấy, về đến đâu nó cứ hết đấy ạ, vì nó không có hàng, nó không có đều ạ, nên các bác tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá. 10.000 một chiếc fix cắm chân dẹt nha.
đây cái lô đồng hồ hàng thanh lý cửa hàng nhá. Đấy, cửa hàng người ta bán, người ta không kinh doanh nữa thì bên em ôm lô khoảng tầm vài chục cái cây đồng hồ nha. Đấy, rất đẹp luôn. Đồng hồ của nó còn mới nguyên trong hộp nha em nhá. Đấy, còn mới nguyên trong hộp nha. Vẫn còn nguyên cả bọc giấy bóng nữa nè. Đấy, em ôm lô thanh lý cái lô này. Giá rất hời cho bác luôn nhá các bác nhá. Em báo giá luôn. Các bác cứ liên mã giúp cho em sẽ là cái đồng hồ đeo tay. Em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác giá cái giá thanh lý cho bác luôn là 90 ngàn. Đấy, vì bên em ôm lô thanh lý giá rẻ nên là giá nó rất tốt luôn. 90 ngàn một cái đồng hồ đeo tay nha. Đây. Một chiếc đồng hồ mới keng nha các bác nhá. Đấy. Hàng này thì em nói luôn là hàng này hàng của tàu nhá, hàng của tàu. Đây. Made in China nhá. Đấy, made in China này. Đấy thì em nói luôn hàng của tàu, không đến lúc đến nơi các bác ạ bảo là đồng hồ Nhật các thứ giờ nó rất là khó. Đấy thì em nói luôn đồng hồ hàng của tàu nhá. Vì nói chung là nó so với tầm giá thì các bác có một cái con đồng hồ này để các bác đeo vào tay thì quá đẹp luôn. Đấy, mình đeo đi chơi đi bài rất đẹp các nhá. Đây các bác nhìn này. Rất đẹp luôn. Đấy, hàng hàng tàu nhưng mà hàng có hãng đầy đủ hết các nhá. Đây là có hãng của Gokai này, hãng Gokai. Đấy, hãng này cũng khá là nổi tiếng, em check trên mạng là cái hãng của tàu này nhưng mà cũng rất là nổi tiếng đấy, cái hãng này. Đấy, hàng là bao sống các bác nhá. Về là các bác vẫn chạy ngon lành nhá. Đấy, các bác chỉ việc ấn nút cho em này. Xoay này, xoay cho các bác chỉnh giờ ấn nút thế là xong. Đây này, đồng hồ chạy ngon lành luôn. Mặt rất đẹp luôn các nhìn. Đây em quay cận cảnh các bác xem cái phần mặt nó này. Mặt rất đẹp luôn nhá. Đấy, mặt rất đẹp, dây riếc ngon lành hết luôn. Đấy, về các bác chỉ việc đeo thôi, không cần phải lắp pin hay là thay pin như nào cả. Hàng của nó là vẫn còn chạy ngon lành hết luôn. Đây, đấy, có thấy không? Đeo vào lên nhìn rất sang trọng lịch sự nha, rất đẹp nhá. Số lượng có hạn đâu nhá, khoảng tầm 20 con nó không nhiều đâu. Nên là rất là em để cho bác cái giá này nó rất là rẻ rồi. Đấy thì em báo giá luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái đồng hồ đeo tay nhá. 90 ngàn một con này nhá. Đấy, chốt nhanh số lượng hạn nhá, gọi luôn cho em đi chứ không có nhiều đâu. Em đảm bảo bác luôn là cái mã này thì thể nào các bác cũng tranh nhau luôn. Vì nó không có hàng. Đấy, hàng là hàng ôm đô, cửa hàng thôi, nó có vài chục cây đâu các bạn, không nhiều đâu, nên là các bác tranh thủ chốt đơn ngay luôn nhá. Đấy, chạy ngon lành luôn này. Đó. Rồi, 90k nhá, đồng hồ đeo tay. Đấy, về các bác đi chơi, đi du lịch, đi ăn cỗ ăn bàn các thứ rồi mình đeo vào. Đấy, nhìn nó sang trọng lịch sự, nhìn nó đứng đắn con người lên rất ok luôn các nhá. Đấy, đeo vào quá ok luôn này. Đây. Đấy, các nhìn này. Tay nhìn đeo vào rất chất lượng luôn, lịch sự ok. 90k một cây. Vào việc chốt đơn nhanh luôn nhá, không nhiều đâu các nhá. Và mũ của Mỹ nhá, rất chất lượng luôn. Đấy, em sẽ đi vào quay chi tiết và báo giá. À, cái này em báo giá luôn nhé, báo giá luôn cho bác biết luôn này. À, thì bên em sẽ bán đồng giá luôn là mũ và thắt lưng, là bán đồng giá luôn là cứ 60 ngàn một cái, 60k. À, thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là thắt lưng dù của Mỹ nhá, giá sẽ là 60 ngàn. Và mũ này bên em cũng đang bán đồng giá luôn với bác là 60k luôn, 60k. Đấy, mũ cũng 60, thắt lưng cũng 60 luôn. Đấy, thì các bác thích cái phong cách quân đội này. Đấy, phong cách kiểu dạng ngầu ngã quân đội này. Đấy, kiểu dạng chất này thì các bác mua trong cái combo này quá đẹp luôn. Đấy, đây là mũ nhá. Đấy, mũ dàn di cực kỳ đẹp, USA này. Đó, quá xịn luôn. Chất liệu 100% là cốt tông. Đấy, có phần vải lưới này, vải lưới các bác đội rất là thoáng đầu luôn nhá. Và có cái phần điều chỉnh đầu, cái cỡ đầu của bác nhá. Đấy thì các bác về xem cỡ đầu mình như thế nào thì các bác điều chỉnh bằng cái miếng này. Đấy, nó có thể thu ra, thu nó kiểu cho thu vào và cho to ra được các bác nhá. Đó là điều chỉnh vòng đầu. Mũ thì lên form đội rất đẹp luôn. Đấy, mũ dàn di rất chất lượng nhá. Đấy, xào siêu thứ ok ngon lành luôn. Đường kim mũ chỉ rất nét, rất đẹp nhá. Mũ dàn di Mỹ, con này các bác đội thì cực kỳ chất lượng rồi, rất đẹp. Đó. À, giá là 60 ngàn nhá. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là mũ dàn di. Đấy, mũ dàn di đang gửi bác là 60 ngàn. Ngoài ra thì đó là dòng thắt lưng dù quân đội này. Đấy, cũng rất nhiều bác hỏi cái mã này thì đây. Nay hàng tiếp tục về, hàng cũng nguyên bịch nguyên túi mới keng luôn, quá chất lượng gửi bác luôn nhá. Con này thì bên em cũng đang bán đồng giá luôn là 60 ngàn. Đấy, các bác lấy cái nào được báo nhá. Đây, dòng thắt lưng của quân đội US này, 1966 này, rất chất lượng luôn nhá. Con này thì các bác yên tâm về chất lượng rồi, riêng cái dòng này thì niên hạn em bảo hành cho bác 10 năm luôn, dùng không bao giờ lo hỏng nhá. Vì cái dòng dù này nó quá là bền, nó không có gì hỏng các bạn, nó siêu bền luôn. Đây có nhìn này, dù rất dày mà nó bện đẹp cực kỳ luôn. Đấy, và cái phần đầu này bọc một cái lớp da để khi mà các bác xài nó không lo nó bị bung hay nó bị xù cái phần dù ra. Phần mặt thắt lưng này cũng rất đẹp luôn, mặt là mặt kim loại nhá. Và cái phần khóa lẫy cài, khóa cũng rất là dễ dàng sử dụng, rất dễ mở, dễ đóng nhá. Thì các bác chỉ việc là xỏ dây thắt lưng vào này. Đấy, mở cái này ra, xỏ dây thắt lưng vào. Đấy, và các bác điều chỉnh cỡ sập cái này xuống thế là xong. Đấy, các bác giật cho em thoải mái luôn, giật thoải mái luôn nhá, cực kỳ chắc chắn. Và lúc nào các bác không dùng nữa, các bác tháo ra mở em ra thế là xong.
rất ok, thao tác rất nhanh gọn mà rất dễ dàng sử dụng nhá, mà lại còn chắc chắn đẹp bền các bạn. Đấy, nói chung là đúng chất là ngon bổ rẻ và bền luôn đấy, bền bỉ, hàng của Mỹ này cũng yên tâm về chất lượng rồi. Đó thì thắt lưng dù này thì thắt lưng dù dàn dì của Mỹ nhá, bên em đang gửi bác giá sẽ là 60.000 một cái, còn mũ thì cũng là 60 luôn. Đấy, các bác cứ lấy cái nào thì báo anh em, hoặc các bác có thể lấy cả đôi này về xài được. Đấy, mũ là 60, thắt lưng 60 nhá.